Cảm ơn các chị đến với buổi live stream của chúng em ngày hôm nay. Và các chị ơi, tiếp tục mình chia sẻ bài viết đi ạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ vẫn là chương trình sale cho các chị nha. Giá chỉ từ 149.000. Ngoài ra chúng em sẽ còn những cái mẫu đồng khác nữa sale cực kỳ sốc cho các chị luôn. Và các chị ơi, thứ nhất là mình chia sẻ trên tường cá nhân. Và thứ hai là vào các nhóm bất kỳ ở chế độ công khai các chị nha. Để ngày hôm nay em sale cho mình cực kỳ sốc luôn. Lượt xem càng cao em sale càng nhiều cho mình các chị nha. Rồi, và trước tiên thì em xin nói trước về cái cú pháp đặt hàng. Về cái cú pháp đặt hàng các chị nha. Mình cứ để cho em cái thông tin, hai thông tin quan trọng: mã số sản phẩm và số điện thoại ha. Bên em sẽ chốt đơn cho mình luôn. Còn ở bên cái góc phải màn hình á, nó có cái nút chia sẻ các chị. Mình nhấn vô đó chia sẻ ha. Là mình chia sẻ trên tường cá nhân và các nhóm bất kỳ là được nè. Các chị chờ em một xíu. Em hướng dẫn lại cho mình nha, cái cách để mình chia sẻ bài viết. Rồi nè các chị, bên góc màn hình là có nút chia sẻ nè ha. Mình nhấn vô đây. Thứ nhất là mình chia sẻ trên tường cá nhân, mình chia sẻ với viết bài. Thứ hai là chia sẻ với nhóm, mình nhấn vô đây. Đó, nó sẽ hiện lên các cái nhóm để mình nhấn vô chia sẻ. Đó, rất dễ dàng luôn các chị. Và ngày hôm nay em sẽ có những cái mẫu sale giá trị từ 149.000, nhưng chỉ áp dụng cho chị nào có chia sẻ bài viết thôi đó. Nên mình tranh thủ nha. Và bây giờ các chị ơi, đơn hàng mình từ 1 triệu trở lên, chúng em sẽ free ship toàn quốc cho các chị. Đồng thời chúng em sẽ tặng cho mình đó là 2 đô may mắn các chị nha. Tiếp tục 2 đô trở về nữa. Nhưng mà các chị ơi, số quà có hạn thôi các chị nha. Chị nào nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết nha. Rồi các chị ơi, bây giờ thì mình... Bây giờ đầu tiên mình cứ chia sẻ trước. Và tranh thủ thời gian này em giới thiệu sản phẩm cho các chị luôn. Đó. Rồi các chị nào ưng mẫu nào cứ comment cho em nha. Địa chỉ thì shop em là số 54 đường số 3 thuộc đường Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi bây giờ em xin giới thiệu trước cho các chị một mẫu đầm mới của bên em mới về các chị ạ. Xinh lung linh luôn, hoa lá rất là dễ thương luôn các chị ha. Thì cái mẫu này mã số của nó là DA159, họa tiết hoa in 3D. Rồi trên nền vải là von lụa ha, von rất mềm luôn. Và nó có hai lớp bên trong của nó, có lớp lót nữa. Và dáng váy là xếp ly nè, che bụng rất là tốt luôn. Đó, xin ơi là xin như thế này nè các chị ạ. Rồi mã số của nó là DA159. DA159 thì giá của nó là 600.000. Nhưng các chị ơi, mình chia sẻ bài viết rồi, thì khi mà mình đặt hàng trong bài livestream này, em sẽ giảm giá cho mình chỉ còn là 370.000 thôi. Chỉ còn 370.000 thôi mẫu đầm này. Chỉ còn 370.000 thôi, quá rẻ luôn các chị ạ. 370.000. Giá gốc 600.000 nhưng có chia sẻ bài viết sẽ được mua giá chỉ có 370.000, các chị lưu ý giúp em nha. Rồi chị nào chưa chia sẻ, mình chia sẻ liền để mình đặt hàng ngay cái mẫu mới của bên em, sale sốc cho mình luôn. Sale sốc cho mình luôn. Rồi cả nhà ơi, 40kg đến 67kg là vừa cho các chị nha. Chị nào ưng cứ comment cho em hai thông tin quan trọng: mã số sản phẩm và số điện thoại các chị nha. Rồi, bây giờ em coi mẫu được chưa ạ? Chị nào ưng mẫu này cứ comment cho em các chị nha. Lên tròn 100 được xem, em lên mẫu 149.000 cho cả nhà nha. Rồi các chị ơi, tiếp theo em xin giới thiệu các chị mẫu sản phẩm tiếp theo của shop chúng em đây nha các chị ơi. Rồi mẫu em đang mặc đây các chị ạ. Mẫu em đang mặc đây là mẫu mới về bên shop chúng em luôn. Có đầy đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn nha các chị nha. Chắc như vậy là chắc von lụa vô cùng mềm mại các chị ha. Đây các chị mình xem, đây chắc vải mới vừa về nè. Đây, những chị nào mà từng sờ vào cái mẫu sản phẩm DA81 bên shop cho em, mình sẽ biết đến cái chắc vải của cái mẫu DA49 này các chị ha. Với chiếc vải von lụa vô cùng mềm mại như này và họ thứ hai vân vô cùng độc đáo các chị ha. Được in hình 3D rất là sang trọng đây. Đây các chị thấy mẫu em đang mặc đây, hiện tại nó chỉ có một màu duy nhất, một họa tiết hoa văn duy nhất cho các chị thôi ha. Đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Giá sale cực kỳ giá bán giới thiệu sản phẩm cực kỳ rẻ, 530.000 đồng, đủ size từ 40kg đến 67kg cho các chị. Với dáng nằm của mình là dạng ôm form eo nè, dáng nằm xòe bên dưới mẫu này. Đối với những chị nào mình có cái vòng eo không được thon gọn hay cái phần vùng bụng mình hơi to một tí, mình mặc mẫu này các chị nhà rất là thích hợp luôn ạ. Đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Chị nào thích cứ việc để lại comment cho em mã số sản phẩm và số điện thoại, bên em sẽ liên hệ và tư vấn cụ thể cho các chị về mẫu sản phẩm này nha. Từ 40kg đến 67kg là có size cho các chị hết. Chị nào trong tầm số size đó mình thích cái mẫu này, mình cứ việc để lại comment DA47 cộng số điện thoại giúp em, bên em sẽ liên hệ và tư vấn cụ thể cho mình nha.
Đó, lên form rất là đẹp các chị nha. Một màu duy nhất thôi các chị ạ, chắc vải siêu mềm mại, rất là nhẹ nhàng luôn. Chị nào thích để comment DA 37 cộng số điện thoại giùm em các chị ha. Còn bây giờ chúng ta sang mẫu mới nha. Và các chị ơi đừng quên chia sẻ và livestream của shop chúng em trong chế độ công khai để được nè. Thứ nhất khi các chị chia sẻ mình sẽ được mua đồ với giá sale cực kỳ rẻ các chị nha. Rồi khi các chị chia sẻ là mình còn còn được free ship đơn hàng, tặng quà và lì xì 2 đô nữa nha các chị ha. Còn giờ chúng ta sang mẫu mới ạ. Rồi tiếp theo các chị nha, em xin giới thiệu các chị một mẫu này. Rồi ok, chúc cho chị Huỳnh Hạnh luôn. Chị Huỳnh Hạnh đặt DA159 được sale giá từ 600 ngàn xuống chỉ còn là ủa mẫu đó rồi chỉ còn là 370 ngàn các chị nha. Rồi bây giờ tự nhiên mẫu mới em chưa có nhớ lắm. Rồi các chị, bây giờ cái mẫu em đang cầm trên tay đây các chị nha, mẫu em đang cầm trên tay đây thì hiện tại là hồi nãy chị nói mẫu này lấy ra 300 mét à, rồi các chị ơi, mẫu em đang cầm trên tay đây là DA22, ngoài ra em còn có màu hồng là DA20 nha các chị nha. Rồi bây giờ cái mẫu em đang mặc trên người nè, 40kg đến 67kg là có size vừa cho các chị. Rồi em đang thấy là đã hơn 100 được xem rồi đúng không ạ? Rồi các chị cứ ở đây, đây nha, tí nữa em sẽ cho mình 149 ngàn sau khi mà em giới thiệu mẫu này xong nha. À được rồi, được rồi, em sẽ tiếp tục sale thêm mẫu này luôn. Kết hợp với sale 149 ngàn, em sẽ kết hợp sale cho các chị mẫu đầm em đang mặc luôn các chị nha. Rồi cả nhà tập trung nha, cả nhà tập trung nè. Bây giờ cái mẫu DA20 và DA22 này, giá gốc của nó là 450 ngàn. Giá gốc của nó là 450 ngàn. Em quay gần cho mình xem chất ren của nó trước nha. Rồi các chị mình chất ren của nó nè, nó rất mềm mại luôn, ren khoang nổi ha, mềm mại, có độ co giãn cho các chị. Thì cái mẫu đầm này nè, nó ôm dáng mình và dáng váy xòe giúp mình che bụng rất là tốt. Thì rồi em chào các chị mới vô xem nha, cả nhà ơi ở lại đây với em để em xem cho mình nha. Rồi cái mẫu đầm này ngày hôm nay em sẽ cho mình giá gốc 450 ngàn, trong chương trình sale là 299 ngàn đúng không ạ? Trong chương trình sale bình thường á, các chị mình đặt sẽ là 299 ngàn, nhưng khi mình đặt trong bài livestream này ngày hôm nay của chúng em sẽ sale cho các chị luôn chỉ còn là 229 ngàn thôi các chị ạ. 229 ngàn thôi, quá rẻ luôn các chị ơi, 229 ngàn thôi. Giá sale bình thường là 299 ngàn, nhưng bây giờ mình đặt trực tiếp trên bài livestream này chỉ còn là 229 ngàn thôi. DA20 và DA22, 40kg đến 67kg có size vừa cho các chị luôn. Rồi nãy là lên hơn 100 được xem nên em sale mẫu này trước cho mình. Tí nữa em lên một mẫu 149 cho các chị nha. Rồi các chị ơi nhớ comment cho em là số điện thoại nè, mã số sản phẩm nè, và cái số tiền được sale các chị nha. Có nghĩa là mình để lại cho em, ví dụ như DA22, mình để DA22 giá là 229 ngàn cộng với số điện thoại của mình nha. Đó là ba thông tin bên em chốt cho mình giá sale luôn, 229 ngàn, quá rẻ, quá rẻ các chị ạ. Mẫu này bình thường em bán giá sale bình thường là 299 ngàn đó, nhưng ngày hôm nay em sale cho mình luôn chỉ còn có 229 ngàn thôi. Mình comment cho em đầy đủ thông tin nha, mã số sản phẩm, số điện thoại nè, và cái giá tiền 229 ngàn ha. Rồi chị nào ưng mẫu này cứ comment cho em luôn. Màu hồng là DA20, màu đỏ là DA22 nha. Rồi bây giờ em qua màu khác nha. Màu đen em cũng có nhưng mà màu đen là mã khác nha. Rồi vậy hả chị Tâm Trần, rồi tí nữa bên em kiểm tra đơn hàng cho mình chị Tâm Trần nha. Chị để lại số điện thoại đi ạ. Rồi các chị ạ, tiếp theo đây em có mẫu sản phẩm DA41 cho các chị nha. Rồi mẫu sản phẩm DA41 này hiện tại chỉ có một màu duy nhất thôi các chị ạ. Với chất liệu vải là chất da cá hay lót siêu dày dặn luôn. Chất vải dày dặn này, độ co giãn cao và thấm bút mồ hôi cực kỳ tốt các chị nha. Đây, như các chị thấy đây, form dáng vải của nó co giãn đến gấp 2 lần so với cái đầm chuẩn của nó luôn các chị ha. Rồi mẫu em đang mặc đây hiện tại có đầy đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Và các chị ạ, những chị nào mà mình thích cái dạng form đầm như vậy, em còn cái mẫu DA43 đây cho các chị nữa nè. Rồi, mẫu em đang mặc là DA41 nha. Thì các chị ơi, tất cả sản phẩm của shop cho em đều có đầy đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Chị nào trong tầm cái số ký đó là mình mặc vừa hết nha các chị nha. Đó, rất là thoải mái luôn các chị ạ. Rồi mẫu sản phẩm em đang mặc đây, mã số sản phẩm, chị nào thích để comment giúp em mã số sản phẩm và số điện thoại, bên em sẽ liên hệ và tư vấn cụ thể cho các chị luôn nha. Rồi mẫu em đang mặc là DA41. Còn chị nào thích cái mẫu hoa văn khác á, đây, chị nào thích cái dạng hoa văn khác và với cái da
hoa văn khác và cái màu sắc khác. Thì đây em có cái mẫu DA43 nha, chất liệu vải của nó là von cát các chị nha. DA43 chất liệu vải là von cát này, còn DA41 chất liệu vải là da cá hai lớp các chị ha. Thì cả hai mẫu luôn đều được đầy đủ size cho chị từ 40kg đến 67kg nha. Rồi như em nói, cái mẫu DA41 và DA43 em đang mặc ra cho các chị xem á, thì theo các chị thấy nè, với cái dáng cổ là dạng đắp chéo như này các chị ha, dạng đắp chéo nó giúp chúng ta tôn vòng một rất là nhiều nè. Phần eo nó là dạng đắp chéo eo form dáng xe, nó giúp chúng ta tạo được cái dòng eo nhỏ thon gọn ha, và che bụng cực kỳ tốt luôn. Mẫu này hiện tại bên em có đầy đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg ha. Mẫu này mặc là DA41, còn mẫu em cầm trên tay là DA43. Màu nó là thuộc cái dạng như màu xanh rêu các chị nha. Đó, màu xanh rêu này, còn em mặc là màu xanh đen các chị nha. Rồi, chị nào thích DA41, mẫu em đang mặc thì comment DA41 cộng số điện thoại. Còn chị nào thích cái mẫu em đang cầm trên tay thì comment DA43 cộng số điện thoại giùm em nha. Đầy đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Sale đồng giá cho chị là từ 600.000 đồng còn 299.000 đồng. 299.000 đồng thôi các chị ha, đầy đủ size từ 40kg đến 67kg. Chị nào thích để lại comment và đừng quên các chị ạ. Đừng quên chia sẻ bài livestream của shop chúng em trong chế độ công khai để mình được phí ship đơn hàng nè, được tặng quà, được lì xì 2 đô thôi các chị ha. Rồi, các chị mình chia sẻ lượt xem lên 150 lượt xem, tụi em cho các chị mình xem những mấy cái màu đầm, thêm mấy màu đầm xem trong 49k nữa nha. Rồi, mẫu chị kia vừa mặc. Rồi, mẫu vừa rồi em mặc đó là DA20 chị nha các chị ơi. Vừa nãy là lên 100, hơn 100 lượt xem là em sale trước cho mình mẫu này nè. Đó, là cái mẫu này các chị mình sẽ được mua giá sale mà em sẽ không giới hạn người trúng giải ha. Em sẽ không giới hạn luôn người được đặt giá sale luôn, không giới hạn luôn ha. Chỉ duy nhất trong bài livestream này thôi các chị nha, mình sẽ được mua giá là 229.000 thôi. Đó, tắt bài livestream trở lại giá sale bình thường là 299.000 các chị nha. Đó, em có hai màu, màu hồng là DA20 và màu đỏ là DA22. Đủ size cho các chị 40kg đến 67kg là vừa. Đó, đủ size cho các chị hết nha. Mình đặt hàng để lại cho em là mã số sản phẩm nè, cái giá tiền được sale nè và cái số điện thoại ha, để bên em chốt đơn cho mình. Tại vì bình thường cái mẫu này sale là giá 299.000 lượng đó các chị ạ. Đó, bây giờ mình đặt được thì mình đặt ở đây thì mình sẽ được mua giá 229.000 thôi ha. Hồng là 20, đỏ là 22. Em sale trước cho mình mẫu đó ha. Còn nãy em có nói là đến là hơn 100 lượt xem em sẽ sale cho mình 149. Thì tiếp tục đây các chị nha. Em có một cái mẫu đầm này đây các chị ạ. Rồi các chị, em có một cái mẫu đầm này ha. Mẫu đầm này thì hiện tại là size cho các chị mình từ 53kg trở xuống mặc vừa. 53kg trở xuống mặc vừa các chị nha. Chất liệu von lụa mềm mại, hai lớp xếp tầng rất xinh luôn. Cổ là cổ đắp chéo ha, có phối với ren như thế này. Và cái phần eo của nó xếp ly rất dễ thương. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sale cho mình cái mẫu đầm này giá chỉ có 149.000. Cho chị nào đặt nhanh tay đặt trước nhất, cho chị nào nhanh tay trước nhất để đầy đủ thông tin cho em là số điện thoại nè, mã số sản phẩm nè, cũng như cái giá tiền sale 149.000 nha. Đó là em sẽ chốt trước cho mình luôn. Rồi, và đồng thời đó quan trọng nhất đó là mình chia sẻ bài viết, có chia sẻ bài viết thì mới tính các chị nha, bắt buộc là chia sẻ trên tường cá nhân nè, thứ hai là vào các nhóm bất kỳ ha các chị nha, là tối thiểu 3 lần trên tường cá nhân và các nhóm bất kỳ nè. Em có chỉ cho mình cách để mình chia sẻ rồi đó. Rồi, ok, chốt cho chị Tư Nương nè, DA20 giá chỉ có 229.000, quá rẻ luôn. Rồi các chị ơi, mẫu em đang cầm trên tay đây nha, chị nào chưa chia sẻ mình chia sẻ liền đi ạ, để em đọc mã nha, tí nữa em đọc mã là em tính luôn đó. Rồi, chị nào chưa chia sẻ mình chia sẻ liền ạ. Rồi, để lại cho em ba thông tin quan trọng nha. Mẫu em đang cầm trên tay đây, mã số là size cho các chị 53kg trở xuống mặc vừa, mã số là DA80. Các chị nào đặt hàng trước sẽ được mua giá 149.000. DA80 cộng số điện thoại cộng với giá tiền các chị nha. DA80 cộng số điện thoại cộng giá là 149.000 ha. Chốt cho chị đầu tiên đặt hàng được mua cái mẫu đầm này giá chỉ có 149.000 thôi. DA80 ha, rất xinh luôn. Mẫu này giá gốc của nó là 450.000. Mẫu này giá gốc 450.000, nhưng hôm nay em sale cho mình 149.000 cho các chị luôn. DA80 nha các chị nha, 53kg trở xuống mặc vừa. Đó, chị nào đặt hàng trước em để cho mình giá 149.000. Rồi, chị Maria Thiên Thanh, chị cho em
địa chỉ luôn chị nha. Rồi chị đặt trước tiên em để cho mình cái mẫu đầm này giá chỉ có 149.000 luôn. Chị nhớ để cho em số điện thoại nha. Chị để cho em cái địa chỉ nha, để bên em chốt cho mình. Rồi các chị đừng lo, phía đằng sau em còn rất là nhiều mẫu để em sale cho mình nữa ha. Và bây giờ mẫu đầm em đang mặc, em giới thiệu sản phẩm. Đây là DA109. DA109 một bầu đạo duy nhất các chị mình mặc vô là nhìn rất là kiêu sa luôn các chị ơi. Rất là sang luôn. DA109 á, giá gốc của nó là 800.000 và đang trong chương trình sale chỉ còn là 489.000 thôi. Em có đủ size cho các chị mình từ 40kg đến 67kg, có size vừa cho các chị. Thiết kế cổ chữ U và thành tay là tay ren các chị nha. Rất là đẹp luôn các chị ạ. Rồi, chỉ có 489.000 các chị ơi, 489.000. Các chị không thể nào mà mua được một cái mẫu đầm dạ hội mà đẹp lung linh như thế này đâu, ở bên ngoài đâu. Nhưng khi các chị đến với bài livestream của chúng em, mình sẽ được mua cái mẫu đầm này, giá chỉ có 489.000. Quá đẹp luôn các chị ơi. Mặc cái mẫu đầm này vô là xinh như công chúa luôn các chị ạ. Đó, các chị mình nhìn nè. Phía bên trong của đây, phía bên trong của nó sẽ có một cái lớp lót nữa ha. Đó, dáng váy xòe rộng và rất là mềm mại bởi vì nó được làm bằng bon lụa. DA109 giá gốc 800.000, sale xuống chỉ còn là 489.000 thôi. Và các chị mình nhìn nè, phần cổ của nó là cổ chữ V, nó khoe bờ vai của mình nha. Mình có thể búi chắc lên để khoe cái bờ vai của mình, rất là sang luôn. DA109, chị nào mình muốn đặt mẫu này cứ comment cho em. Bây giờ em qua mẫu khác nha. Rồi ok, chốt cho chị Phụng Nguyên Như Ngọc đặt được DA20 màu hồng ạ. À. Rồi. Rồi em thấy địa chỉ của chị Maria Thiên Thanh rồi thì em chốt cho mình nha. Rồi ok, chị DA20 màu hồng luôn. Rồi em thấy rồi ạ. 65kg mặc vừa chị Hải Huỳnh nha. Rồi các chị ơi, bây giờ chúng ta qua mẫu nha. Mẫu sản phẩm đang mặc nè. Các chị xem mẫu em đang mặc hiện tại có đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Chị Phùng Nguyễn Như Ngọc ơi, đúng rồi chị, được miễn phí tặng rồi đó. Rồi chị Phùng Nguyễn Như Ngọc ơi, đúng rồi chị ạ. Khi đơn hàng của các chị nha, mình có từ là 3 sản phẩm trở lên, mình sẽ được miễn phí ship và được tặng quà nha. Trường hợp đơn hàng của chị á, mà nó chỉ nó không tới 3 sản phẩm mà nó đạt được là khoảng 1 triệu đồng, được 1 triệu đồng thì mình sẽ được miễn ship và được tặng 2 đô các chị ha. Rồi đơn hàng các chị phải có nhất là từ 2 sản phẩm trở lên và đạt 1 triệu đồng mới được các chị nha. Có mua nào nữa không? Rồi mẫu sản phẩm em đang mặc các chị ạ, mã số sản phẩm là màu vàng DA32 các chị nha, còn màu đỏ là DA31. Đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Chị nào thích cứ việc để lại comment giúp em mã số sản phẩm và số điện thoại, bên em sẽ liên hệ và tư vấn cụ thể cho mình nha. Như các chị thấy, mẫu em đang mặc đây hiện tại có 2 màu. Thì màu vàng mã số là DA32, còn màu đỏ mã số là DA31. Với chất liệu vải von lụa vô cùng mềm mại nè. Rồi phần thân áo các chị ha. Phần thân nằm của mình đó là dạng nằm chiếc eo form dáng xòe rất là đẹp nha. Và mẫu này bên em như các chị thấy á, được in họa tiết hoa văn in 3D nè các chị nha. Đó, in 3D với công nghệ cao ha, không bay không phai màu luôn, bao hàng cho các chị luôn nha. Nằm của mình là dạng nằm phơm xòe như thế này các chị ạ, giúp che bụng cực kỳ tốt luôn. Đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg. Chị nào thích cứ việc để lại comment giúp em DA32 nếu mà các chị thích màu vàng cộng với số điện thoại nha. Chị nào thích màu vàng để comment DA32 cộng số điện thoại. Chị nào thích màu đỏ để comment DA31 cộng số điện thoại giùm em. Đây đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn, giá sale cực kỳ rẻ. Sale cho các chị từ 600.000 đồng xuống còn 199.000 đồng. Và em sale giá 199.000 đồng này em chỉ áp dụng cho chị nào chia sẻ bài livestream của shop chúng em trong chế độ công khai nha. Chị nào không chia sẻ mình phải mua giá 299.000 đồng các chị nha. Rồi màu đỏ DA31, màu vàng DA32 các chị ha. Chị nào thích để comment DA31 và hoặc DA32 giùm em nha. Đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Và các chị đừng quên chia sẻ bài livestream nha. DA80 có một màu duy nhất thôi các chị ơi, một màu tím duy nhất thôi, và em xin nhắc lại nha. Cái bên em nhận ship hàng toàn quốc cho chị, ship tỉnh đồng giá 30.000 đồng, ship khu vực thành phố Hồ Chí Minh là chỉ có 10.000 đồng thôi. Các chị đặt hàng á, đơn hàng từ 2 sản phẩm trở lên mình sẽ được free ship. Đơn hàng của các chị từ 3 sản phẩm trở lên mình sẽ vừa được free ship vừa được tặng quà. Hoặc là đơn hàng các chị đặt 1 triệu đồng nha, đạt mức 1 triệu đồng trở lên là tụi em sẽ free ship cho các chị nè. Và tặng thêm cho các chị một tờ 2 đô nha. 2 đô tượng trưng cho sự may mắn và giàu có các chị ha. Rồi chị nào thích để comment giúp em, đang có chương trình gian khách hàng nữa chị à, nên tranh thủ nha. Đó đây, quà của chị đây chờ sẵn luôn, rất là mau hết quà luôn các chị, mình nhanh tay lên các chị nha. Chậm tay một tí là hết quà ngay đó. Rồi đủ size cho chị từ 40kg đến 67kg. Đây là
có tay lửng không em? Rồi có tay lửng luôn, một tí xíu tụi em cho các chị mình xem tay lửng nha. Chị Hà Nguyễn Thị ở Đặt Đa 31 comment thêm số điện thoại giùm em đi ạ. Cái chơi cú pháp đặt hàng của mình là đây, mã số sản phẩm cộng với số điện thoại nha. Comment đúng cú pháp giùm em nha các chị ha. Còn đây là quà cho các chị nào mua hàng mà đặt chuẩn 1 triệu đồng ngay lập tức mình được tặng quà các chị ha. Đó, chị nào thích để comment giúp em nha. Rồi giờ chúng ta sang mẫu mới các chị ơi. Rồi, tiếp theo một mẫu đầm dạ hội các chị nha. Mẫu đầm này các chị không nên bỏ qua, không nên bỏ qua các chị ạ. À, quá đẹp luôn các chị ơi. Nó đẹp một cách rất là vi diệu luôn các chị. Em phải nói cái mẫu này từ lúc mà nó về là các chị khen tấm tắc luôn và các chị đến shop mua rất là nhiều. Các chị khen ơi là khen cái mẫu đầm này luôn các chị. Bởi thế nên em cho ra mắt là 4 màu cho các chị mình lựa chọn luôn. Đẹp một cách xuất thần xuất sắc luôn. Các chị ơi, đây, mẫu đầm này ha. Rồi mẫu đầm này nè, em có cho mình là 4 màu cho mình lựa chọn luôn ha các chị nha. Rồi mẫu đầm này em có 4 màu cho mình lựa chọn luôn. Và bây giờ em đọc từng mã nha, mỗi màu một mã. Trước tiên là màu đỏ DA141. DA141. Đây em quay gần mình xem nè. Quá đẹp luôn. Thứ hai DA142. Màu tím. DA142 màu tím. Đó các chị mình nhìn thử đi các chị ơi. Quá đẹp luôn, nó làm chi tiết tỉ mỉ vô cùng luôn. Rồi, tiếp theo các chị. À đây, màu đen DA143. DA143 là màu đen. Rồi, DA143 màu đen. Rồi, còn đây DA144 màu xanh. DA144 màu xanh. Rồi các chị nha, mẫu mới về bên em 4 màu cho các chị mình lựa chọn. Giá gốc của nó là 1 triệu đồng. Và hiện tại em để lại giá giới thiệu sản phẩm cho các chị. Mình mua thử một mẫu đầm dạ hội bên em thử về nha. Mình xem chất lượng vải và cái thiết kế của bên em như thế nào các chị nha. Cái mẫu này 4 màu cho mình lựa chọn luôn. Chỉ có 799.000 thôi. Sale còn 799.000, quá rẻ luôn các chị ạ. Đó, 4 màu các chị nha. Chị nào đặt màu nào mình comment màu đó cho em nha. Màu đỏ là DA141, màu tím DA142, màu đen DA143, màu xanh DA144 ha. Rồi các chị mình nhìn nè. Đây hiện tại là em chưa mang guốc các chị nha, em đang mang trên không đó. Đó. Khi mình mang guốc vô là nó rất là vừa tầm mình luôn. Và cái mẫu đầm này là khi mình mặc lên người nó giúp mình che bụng rất là tốt ha. Đó, rất là sang luôn. Em quay đằng sau cho mình xem. Phía sau của nó là von lưới rất là mềm mại ha các chị ha. Mặc thì nó lại rất tôn dáng mình nữa ha. Quá đẹp, quá đẹp. Mẫu này quá xuất sắc luôn. Các chị mình bỏ qua mẫu này là rất là tiếc luôn đó. 799.000 cả nhà nha. Rồi các chị ơi bây giờ các chị ơi bây giờ nha. Nếu các chị cùng nhau chia sẻ. Em hôm trước chị chơi game chúng được lắm. Ôi chị Hà xuống đây chị giữ. Rồi các chị ơi bây giờ nha, các chị ơi cùng nhau chia sẻ đi nha. Lượt xem lên 150, em sale đầm dạ hội với giá 269.000 đồng cho các chị luôn nha. 269.000 đồng một cái đầm dạ hội thôi. Đó, các chị chia sẻ đi, các chị chia sẻ nhiệt tình lên. Mỗi chị mình chia sẻ nhất 5 lần giùm em nha. Chia sẻ nhất 5 lần trong video công khai, chia sẻ cả từ nhà mình và trong các nhóm luôn các chị nha. Lượt xem lên 150, em sale đầm dạ hội với giá 269.000 đồng cho các chị nha. Rồi chị Hà xin đi, vậy chị để lại cho em cái số điện thoại đi chị nha. Để lại cho em số điện thoại bên em gửi liền cho bên chút đơn hàng liền cho mình nha. Rồi các chị, mẫu đầm em đang mặc nha. Hiện tại đây là mẫu mới về bên shop cho em đây. Với nền đen hoa trắng như này rất là sang trọng các chị ạ. Đó, với chất vải của mình là chất vôn giấy các chị nha. Nè các chị mình xem chắc rất là đẹp luôn nè. Họa tiết hoa văn 3D rất là đẹp các chị ha. Rồi, mẫu em đang mặc đây, mẫu số sản phẩm là DA154. DA154 là một trong 10 cái mẫu đầm mới vừa về bên shop cho em luôn các chị nha. 10 mẫu đầm mới vừa về luôn. Rồi chị nào thích thì để comment giúp em. DA154 cộng số điện thoại các chị ha. Và mẫu này hiện tại của bên em là đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Chứ liệu vải là von giấy nha. Von giấy 2 lớp siêu dày dặn các chị ạ. Đó, bên vải đó mặt thấm bóng mồ hôi cực kỳ tốt, chắc vải dày dặn. Dán phom nam là dạng âm eo nào, phom dán xè giúp chúng ta che khuyết điểm cực kỳ tốt nha. Đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Chị nào trong tầm có số ký này mình thích, mình có việc để comment giúp em. DA154 cộng số điện thoại. Rồi các chị ơi, bây giờ nha, nhân dịp hôm nay là hàng sản phẩm mẫu mới về bên shop cho em. Em sẽ sale cái mẫu này với giá bán sản phẩm nè. Giá giới thiệu sản phẩm là
Của DA154 này bán giá với giá là chỉ có 370.000 đồng. Chị nào thích để lại comment DA154 cộng số điện thoại giùm em nha. Dạ chị mà chị màn hình ơi, chắc vôn giấy nó không có coi giãn gì nha. Chắc này nó không có coi giãn gì ha. Rồi đủ size cho chị từ 40kg đến 67kg. Chị nào thích để lại comment giùm em. Chắc vải này mặc vào rất là mát luôn chị ơi. Thấm muốn mồ hôi cực kỳ tốt luôn nha. DA154 đủ size 40kg đến 67kg, một màu duy nhất thôi. Giá bán là 370.000 đồng các chị ạ. Rồi các chị ơi, chia sẻ nhiệt tình lên các chị ơi. Em thấy đây 111 chị rồi nha. Rồi nếu bao giờ cái số may mắn là 111 nha. Một tí xíu các chị chia sẻ lên lượt xem mình lên 130 đi. Lên 130 chị cùng xem, em sẽ xem ngay cái mẫu đầm DA111 dạng đầm da hội với sức cho em với giá 269.000 đồng cho các chị luôn. Đó, giá gốc nó là 799 nha. Hôm nay lượt xem của chúng ta lên 130 chị, em bán với giá 269.000 đồng cho các chị ha. Rồi chúng ta qua màu mới các chị ha. Còn chị nào thích mẫu DA154 này để comment giúp em. DA154 cộng số điện thoại các chị ha. Thì chúng ta qua mẫu mới ạ. Rồi các chị ơi, em xin giới thiệu với các chị cái mẫu này. Cái mẫu đầm dạ hội này các chị nha. Thì cái mẫu đầm em đang mặc trên người đây là DA129. DA129 là em có 4 màu cho mình lựa chọn. Các chị nha. Thì em có cho mình là màu hồng nữa. Màu hồng bây giờ hiện tại á, em còn size lớn thôi. Các chị nào mình tầm khoảng là 65 hoặc 67kg trở xuống có size vừa cho các chị nha. Tầm là 3X hoặc là 2X. Duy nhất là hai cái mẫu mà màu hồng và màu xanh lá. Ngày hôm nay em sẽ sell shop cho các chị luôn. Em sell shop thật shop cho các chị luôn. Nhưng mà các chị ơi, trước tiên mình chia sẻ bài viết đi. Trong thời gian này em giới thiệu cho mình hai màu này trước ạ. Em giới thiệu cho mình màu xám và màu đỏ trước. Thì hai mẫu này thì giá của nó vẫn là 799.000 ha. Màu đỏ và màu xám 799.000. DA129 799.000 họa tiết hoa theo nội 3D. Rất là đẹp luôn các chị nha. Rất là đẹp luôn. Rồi các chị ơi, mình tranh thủ chia sẻ trước đi. Tí nữa em sẽ nói giá. Em sell mẫu đầm này các chị hết hồn luôn. Bây giờ mình cứ chia sẻ trước đi các chị nha. Bây giờ em giới thiệu trước hai mẫu này cho mình. Màu đỏ và màu xám giá vẫn 799.000 các chị nha. Form lụa mềm mại hai lớp luôn. Chị nào ưng mẫu này cứ comment cho em nha. DA129. Đó, 799.000. Rồi qua ha các chị nha, qua màu đỏ nha. Qua màu xám nha. Rồi cả nhà ơi, mình chia sẻ xong chưa ạ? Ngày hôm nay em sẽ sell cực sốc cái mẫu đầm này. Nhưng các chị ơi, điều kiện đó là mình chia sẻ ha 5 lần. Mình chia sẻ 5 lần cho em nha. Mình chia sẻ trên tường cá nhân và các nhóm bất kỳ. Rồi em sẽ nói giá mình hết hồn luôn các chị ạ. Rồi các chị ơi, mẫu này giá 799.000. Bình thường các chị đặt hàng sẽ biết 799.000. Nhưng ngày hôm nay em sẽ sell hai màu này, duy nhất hai màu xanh và hồng này. Từ giá 799.000 em sẽ sell xuống cho mình ha. Rồi các chị ơi, mình chia sẻ nhanh nhanh các chị nha. Hôm nay em chỉ sell duy nhất hai mẫu này thôi các chị nha. DA129 xinh quá. Rồi cảm ơn chị rất nhiều. Em thấy chị Thiên Thành biết yêu cũng khen mẫu này. Các chị ơi, ngày hôm nay ha, em ưu tiên ha. Em ưu tiên ngày hôm nay em sell cho mình hai mẫu này thôi các chị nha. Rồi cái mẫu đầm em đang sell đây các chị ạ, hai màu xanh và hồng. Ngày hôm nay sẽ sell cho mình từ 799.000. Sell xuống cho mình nha. Sell xuống cho mình giá chỉ còn là chỉ còn bao nhiêu cúc. Rồi các chị ơi, mình chia sẻ một lượt xem lên một xíu nữa đi các chị ạ. Rồi em sẽ sell cho mình giá là 349. Áp dụng cho chị nào chia sẻ 5 lần mình sẽ được sell giá là 300. 349.000 các chị ạ. Trời, em nói cái giá mà em không muốn nói ra luôn đó các chị. 349.000. Nhưng chị áp dụng cho chị nào có chia sẻ bài viết thôi các chị nha. Có chia sẻ bài viết 5 lần, tối thiểu 5 lần em mới chốt cho mình 349.000. Màu xanh và màu hồng các chị nha. DA129. Rồi mình để cho em là mã số sản phẩm nè. Cái màu nè, cái
cái giá tiền nè và cái số điện thoại ha các chị nha, ba thông tin cho em chốt cho mình luôn, chỉ có là 349.000 thôi. DA129 màu xanh, DA129 màu xanh và hoặc màu hồng, và số điện thoại ha, và cái giá sale là 349.000 các chị nha. Rồi các chị ơi, DA129 nha, giảm hôm nay cực kỳ khủng các chị ơi, 349.000 đồng, giá gốc là 799 mà hôm nay còn có 349.000 đồng nè các chị ơi. Chị nào thích nha, anh ta đây comment giúp em nha. Mã số sản phẩm DA129 hồng và DA129 xanh nha. Chị nào lấy hai mẫu này muốn mua với giá 349.000 đồng wifi chị ơi. Hủy xong chị bấm hủy nó sẽ tự kết nối. Rồi các chị ơi, em xin lỗi các chị nha, bên em vừa bị gớt màu tí gớt mạng tí xíu các chị nha. Rồi các chị ơi, hôm nay có hai màu nha, màu hồng và màu xanh, thì cho các chị bán cho các chị là với giá siêu rẻ luôn, 349.000 đồng một cái thôi các chị ha, 349.000 đồng một cái đó. Mẫu Trinh nói ra cái giá này mà mẫu Trinh đau đớn trong lòng luôn các chị ơi. Giá gốc nha 799, hôm nay còn có 349.000 đồng một cái thôi nè. Chị nào thích để comment giúp em nha. Và em sẽ nhắc lại, chị áp dụng cho chị nào chia sẻ bài livestream của shop cho em 5 lần trong chế độ công khai nha. Các chị phải chia sẻ nhất 5 lần trong chế độ công khai giùm em, mình mới được mua cái này với giá 349.000 đồng các chị nha. Đó, chia sẻ đúng giùm em 5 lần trong chế độ công khai bài livestream của shop giùm em. Các chị chia sẻ trên cả từ nhà và trên các nhóm luôn các chị nha. Nhớ trong cả hai cái luôn giùm em mới được. Rồi 349.000 đồng. DA29 hồng, DA129 hồng, DA129 xanh các chị nha. Comment giúp em lấy cái màu nào comment màu luôn, DA129 xanh hoặc là hồng ha. Rồi và giá bán là 349.000 đồng và số điện thoại của mình nha. Rồi chị nào thích nhanh tay comment các chị ơi, đừng quên chia sẻ nha. Chị nào không chia sẻ mình không được mua, giá sale cực rẻ đâu ạ. Rồi chị Hoa Phạm nè, chị Bùi Khuyến nè. Rồi em thấy rất nhiều chị đang tranh thủ đặt. Rồi các chị ơi, nhanh tay các chị nha, tranh thủ đặt hàng các chị ơi, chậm tay một tí thôi là hết hàng ngay nha. Nhanh tay lên nha các chị ơi. Rồi qua mẫu mannequin đang mặc các chị, có chị nào thích mẫu mannequin đang mặc không các chị ơi? Nhớ giùm em chia sẻ 5 lần các chị ha. Chị nào không chia sẻ 5 lần mình không được mua với cái giá 149.000 đồng, rất là tiếc luôn á. Rồi. Rồi giờ chúng ta qua với mẫu sản phẩm đang mặc các chị nha. Mẫu em đang mặc đây mã số là DA116. Hiện tại có đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. DA116 này với cái màu tím này như này, em chỉ có một màu tím duy nhất các chị ha. Và đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Chị nào thích cứ việc để lại comment giúp em. DA116 cộng số điện thoại với chất liệu vải là la dòng cao cấp các chị ạ. Chất la dòng cao cấp nè, độ co giãn cao, thấm mồ hôi tốt và chất vải rất là dày dặn à các chị ha. Rồi họa tiết hoa văn của mình được làm hoàn toàn thủ công luôn. Rồi họa tiết hoa văn hoa ren đỏ, hoa ren thêu rất là đẹp các chị nha. Hoa ren thêu nổi và đính đá rất là sang trọng. Kèm theo đó là đính cườm nè, phần lá và hoa nhỏ của mình đính cườm các chị nha. Đính cườm vô cùng tinh tế luôn, không sót một chỗ nào luôn ha. Phần thân còn kèm theo là thêu 3D các chị nha, rất là đẹp. Rồi ra 116 nếu mặc hiện tại chỉ có một màu duy nhất, đủ size cho chị từ 40kg đến 67kg. Chị nào thích nhanh tay để lại comment giúp em. Ra 116 cộng số điện thoại. Comment đúng cú pháp đặt hàng các chị nha. Chị nào comment sai cú pháp đặt hàng á là mình không có được ưu tiên chốt đơn hàng đâu nha các chị ha. Cú pháp đặt hàng là mã số sản phẩm và số điện thoại các chị nha. Và quan trọng nhất các chị ơi, đừng quên chia sẻ bài livestream của shop cho em trong chế độ công khai. Khi các chị chia sẻ mình còn được tham gia mua đồ với giá cực kỳ rẻ nè. Rồi thứ hai nữa, khi các chị chia sẻ thì mình sẽ được free ship đơn hàng nè, được tặng quà và được lì xì 2 đô các chị nha. Nên nhanh tay lên các chị ơi, chia sẻ càng nhiều nhận ưu đãi càng nhiều. Rồi em xin nhắc lại luôn nha, lượt xem lên 150 nha. Lượt xem lên 150 các chị ơi, có thấy cái đầm dạ hội nằm đây không ạ? Lượt xem các chị lên 150, các chị cùng nhau chia sẻ trên các nhóm các chị ạ. Chia sẻ lên các nhóm nhiều nhiều cho các chị em mình thấy mình vào xem nha. Lượt xem lên 150 chị em sẽ bán mô đầm này với giá 249.000 đồng cho các chị luôn. Rồi chị nào thích nhanh tay là comment giúp em nha. Lượt xem lên càng cao thì em mua đại em sale giá rẻ càng nhiều cho các chị luôn các chị ha. Rồi chị Thảo My đặt DA116 để comment giúp em, DA116 cộng số điện thoại nha.
Rồi mẫu em đang mặc các chị DA16. Hiện tại chỉ có một màu tím duy nhất thôi, nhưng mà có đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg. Em bán với giá sale cực kỳ khủng từ 799 đồng, em giảm ngay xuống còn 489 đồng. Chị nào thích thì để comment giúp em. DA116 cộng số điện thoại, bên em sẽ liên hệ và tư vấn trực tiếp cho các chị nha. Thôi giờ chúng ta sang mẫu các chị ha. Rồi các chị ơi, mẫu nào em đang mặc. Rồi mẫu nào em đang mặc, em có 3 màu cho mình lựa chọn các chị nha. Đầu tiên em mặc cho mình là màu đỏ, DA136 màu đỏ. Ngoài ra em còn có 2 màu khác cho mình nữa ha. Đó là màu xanh và màu tím. Rồi, rồi cái mẫu đầm này nè, em có 3 màu. Và ngày hôm nay mẫu này là mẫu mới của bên em nha. Và em bán cho mình giá giới thiệu sản phẩm ha. Giá chỉ có là 799.000 đó. 799.000 thôi ạ. Đây, màu xanh và màu tím này và màu đỏ này, 3 màu. DA136 màu đỏ, DA137 màu xanh và DA138 là màu tím. Giá 799.000 các chị nha. Rồi các chị ơi, nãy mà chị nào có đặt DA129 á, các chị ơi em chỉ áp dụng cho chị nào có chia sẻ 5 lần thôi các chị nha. Bắt buộc là mình phải có chia sẻ trên tường cá nhân các chị nha. Mình bắt buộc phải có chia sẻ trên tường cá nhân. Đó, nếu không có là em không chốt được các chị nha. Thứ hai là mình chia sẻ vào các nhóm bất kỳ để em bên em chốt cho mình. Đó. Bắt buộc là chia sẻ 5 lần các chị nha. Rồi các chị ơi, mẫu em đang mặc đây là em có 3 màu cho mình lựa chọn. DA136 là màu đỏ, DA137 là màu xanh và DA138 là màu tím. Giá 799.000 các chị nha. 40kg đến 67kg là vừa, có kèm mút ngực cho mình luôn các chị ạ. À. Và hoa ha, hoa theo xếp tầng rất đẹp và dễ thương luôn, có đính đá nữa ha. Rồi cả nhà ơi, tranh thủ chia sẻ đi các chị ạ. À. Chia sẻ nữa thì em mới sale được cho mình, nếu không thì em không thể sale được nữa. Nãy là em sale cho mình một mấy cái mẫu giá cực kỳ sốc, đó là DA129 rồi. Chị nào mà ngày hôm nay không xem được bài livestream này sẽ tiếc hùi hụt luôn á. Tại vì em chỉ sale trong bài livestream thôi, nếu không xem được bài livestream này sẽ rất là tiếc. Rồi cả nhà ơi, mình tranh thủ chia sẻ bài viết và mình theo dõi tiếp theo những bài livestream tiếp theo, những mẫu tới của em nhé. Mẫu em đang mặc, chị nào ưng mẫu này cứ comment cho em giá là 799.000 ha. Bây giờ em qua mẫu nha. Rồi các chị ơi, bây giờ chúng ta sang với mẫu đầm ren cho chị nha. Mẫu đầm ren em đang mặc đây hiện tại có đến 3 màu cho chị lựa chọn luôn nè. Thì mỗi màu sẽ có một cái mã số khác nhau các chị ha. Nên khi các chị nào mà thích mẫu nào, mình thích cái mẫu này mà màu nào thì mình chú ý mình lắng nghe giùm em, là em sẽ đọc cái mã số nhiều lần cho chị mình nghe ha. Còn mà các chị mình vẫn quên á thì mình có thể chụp ảnh màn hình gửi qua kèm số điện thoại qua số của em để có thể đặt hàng các chị ha. Rồi đầu tiên các chị nha, chúng ta đến với mẫu sản phẩm DA44 đang mặc nè. Rồi mẫu DA44 này hiện tại có đủ size cho chị luôn, với chất liệu vải của nó là ren gân các chị nha. Đây chất vải ren răng là các chị, rất là đẹp luôn à. Nên vải của nó rất là dày dặn, họa tiết hoa văn nổi lên phía trên như thế này các chị ha. Và mẫu này như các chị thấy á, phần thân đầm của nó là có kèm lót luôn, giúp chúng ta tạo được cái sự thoải mái hoàn toàn khi mặc nè, và thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt. Phần tay của mình thì không có kèm lót đâu, nó là cái điểm nhấn đó các chị ha. Thì nó làm không kèm lót để nó trở thành cái điểm nhấn cho mẫu đồng của chúng ta, gây sự nữ tính cho người mặc luôn. Rồi màu sản phẩm mình đang mặc đây hiện tại có 3 màu. Đầu tiên chúng ta đến với màu xanh. Màu xanh này là màu xanh trà, vô cùng tôn da các chị nha. Chị nào thích màu xanh để lại comment giúp em DA44 cộng số điện thoại. Còn đây là màu nâu cacao các chị nha. Màu nâu cacao nè. Chị nào thích màu nâu cacao để comment giúp em DA45 cộng số điện thoại. Và đây là màu đỏ đô các chị ha. Màu đỏ đô đủ size cho chị từ 40kg đến 67kg luôn các chị ha. Rồi màu đỏ đô nè, DA46. Chị nào thích để lại comment giúp em DA46 cộng số điện thoại của mình nha. Theo thứ tự là xanh, nâu và đỏ các chị nha. Xanh là DA44, màu nâu là DA45 và màu đỏ là DA46. Chị nào thích màu nào mình cứ việc để lại comment giúp em mã số sản phẩm và số điện thoại. Bên em sẽ liên hệ và tư vấn cụ thể hơn cho các chị nha. Rồi rồi rồi, các chị ơi, em cho mình xem lại cái mẫu DA129 nè, nãy các chị nào mình mới vô xem mình chưa xem kịp đâu ạ. À. Rồi chị nào chưa xem kịp đây. Rồi các chị ơi, DA44, DA45 và DA46 nha. Đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Và giá sale cực kỳ rẻ các chị nha. Giảm ngay từ 600.000 đồng xuống còn 299.000 đồng. Cho chị nào chia sẻ bài livestream của shop cho em nha. Và như em đã nói, lượt xem của mình một chị nữa thôi các chị ơi, 130 chị nha. Em xem mẫu đầm này với giá hơn 200.000 cho chị thôi nha. Rồi 131 chị rồi kìa. Bây giờ để mẫu chính giới thiệu là mẫu DA129, xong rồi em bán cái mẫu đầm tím này với giá hơn 200.000 cho các chị nha.
Rồi chị Liên Nguyễn ơi, DA138 thì giá của nó là 799.000 ha. Mẫu đó mẫu mới về của bên em ha. Rồi các chị ơi, cái mẫu sản phẩm này em chỉ sell số lượng có hạn thôi các chị ạ. DA129 này số lượng có hạn thôi các chị nha. Nên các chị ơi, mình nhanh chóng mình đặt hàng sớm thì mình còn hàng ha. Chị nào chậm tay thì có nguy cơ hết hàng rất cao. Tại vì các chị lưu ý giúp em, đối với một cái mẫu đầm dạ hộ như thế này và cái giá 349.000, chắc chắn là chúng em sell lỗ luôn rồi đó. Nhưng mà các chị ơi, đây là một món quà dành tặng cho các chị trong ngày hôm nay mình xem bài livestream này, và cũng như là món quà tri ân của chúng em dành tặng cho các chị nha. Và cái phần quà này thì nó chỉ có hạn thôi, nó không có nhiều. Phần quà có hạn nên chị nào mình đặt sớm mình sẽ được chốt, còn chị nào mình đặt trễ là có nguy cơ hết hàng rất cao, lúc đó là em không chịu trách nhiệm các chị nha. Nên các chị ơi, bây giờ mình đặt hàng trong bài livestream này thôi, kết thúc bài livestream này là có nghĩa chúng em sẽ không còn sale nữa các chị nha. Bây giờ đến tầm khoảng là 8 giờ 45 là có nghĩa là em sẽ ngừng sale mẫu này. Em sẽ ngừng sale mẫu này trở thành giá 799.000 như bình thường. Mẫu này sẽ trở thành 799.000 như bình thường. Nhưng khi đặt trực tiếp trong bài livestream này và có chia sẻ 5 lần ha, em sẽ sale mẫu đầm này chỉ có 349.000 thôi. 349.000 thôi. Áp dụng cho trong bài livestream này cho chị nào có chia sẻ 5 lần bài viết các chị nha. Bắt buộc là trên tường cá nhân, thứ hai là vào các nhóm bất kỳ ở chế độ công khai ha các chị nha. Rồi mẫu em trên người em vẫn còn chị nha, mẫu này là DA125, tí nữa em giới thiệu sau. Tại tự nhiên em nhìn vô em thấy comment các chị hỏi DA129 nhiều quá. Rồi các chị ơi, mẫu đầm này là DA129 nha. DA129 màu xanh và màu hồng, chị nào đặt hàng màu nào comment cho em màu đó nha các chị nha. DA129 nha, màu xanh và màu hồng, giá sale từ 799.000 xuống chỉ còn 349.000. Đây là một món quà em dành tặng cho các chị, nên các chị ơi, số lượng quà có hạn thôi, mình nhanh tay mình đặt trước thì mình sẽ được chốt giá là 349.000 các chị nha. Rồi các chị ơi, bây giờ em thấy lượt xem của mình tụt quá nha. Lượt xem các chị mình phải cùng nhau chia sẻ đây ạ. Và các chị mới vào ơi, các chị mình tạm thời mình ở lại đây nha, mình đừng đi vội các chị ạ. Các chị cùng nhau ở lại đây đi, đủ lượt xem 130 chị. Em sẽ bán cái đầm dạ hội đứng phía sau lưng của mẫu Trinh nè. Đầm dạ hội phía sau lưng mẫu Trinh nha, em bán với giá hơn 200.000 đồng thôi các chị ạ. Rồi chị nào thích mình ở lại đây các chị nha. Rồi bây giờ tiếp theo em có một cái mẫu đầm này các chị nha. Em có mẫu đầm này DA125. DA125 em có 3 màu cho mình lựa chọn. Thì cái mẫu đầm này có màu đỏ nè, màu tím nè và màu xanh. Và các chị mình nhìn xem nè, cái vành hoa của nó quá đẹp luôn. Nó chạy dài trên phần thân áo của mình nè các chị ơi. Đó, nó chạy dài trên phần thân áo của mình. Chị nào mình có vòng bụng hơi to mình yên tâm luôn, nó che bụng mình hoàn toàn tốt và không hề thấy bụng. Và trên phần thân áo của màu đỏ đây, hoa là hoa thêu khác các chị nha. Hoa theo khác đó, chị nào thích hoa theo kiểu này thì mình chọn màu đỏ ha. Đó, phần tay của nó cũng có theo luôn. Và đây là màu tím. Màu tím. Rồi, DA125 em có 3 màu cho mình lựa chọn. Và giá của nó là 799.000. Em đủ size cho các chị luôn, từ 40kg đến 67kg là vừa cho các chị nha. Chất liệu von lụa mềm mại hai lớp nè. Và trên phần tay của nó có theo hoa rất đẹp. Trên phần vai áo của nó thì von lưới ha, mềm mại thoáng mát luôn. Rồi dáng váy xe rộng cho mình nè các chị ơi, mặc cực kỳ thoải mái và mát luôn. Và khi mà mình di chuyển nó sẽ uyển chuyển thướt tha theo từng bước chân của mình. DA125 giá 799.000 ha. Chị nào ưng mẫu này mình cứ comment để lại cho em DA125 cộng số điện thoại ha, và cộng cái màu mình đặt hàng luôn, bên em sẽ chốt đơn hàng cho mình. Và các chị ơi, mình nhớ để đầy đủ thông tin nha. Các chị mình nhớ để cho em quan trọng nhất là cái số điện thoại nữa ha. Quan trọng nhất là cái số điện thoại, thứ hai là cái mã số sản phẩm nha các chị nha. Đó thì có thông tin đó em mới chốt đơn hàng cho mình được ha. Rồi DA125, chị nào ưng mẫu này cứ comment cho em nha. Rồi các chị, bây giờ chúng ta sang với mẫu sản phẩm đầm em đang mặc đây là A30 ha. Rồi chị Hoa Tố Phương Tri ơi, Phan Thị Tố Hoa ơi, chị đặt DA129 hồng thì chị để comment kèm theo số điện thoại giùm em nha. Các chị em xin nhắc lại lần nữa, cú pháp đặt hàng của mình là mã số sản phẩm và số điện thoại. Chị nào mà thích mẫu nào mình muốn đặt hàng thì để comment mã số sản phẩm kèm theo số điện thoại giùm em nha. Và các chị ơi nhớ các chị ơi, rồi chị Lý Thái Anh ơi, ở đây tụi em có bán cánh gà chiên bơ nha chị ơi. Rồi ai biết đâu là sao vậy? Rồi
Mẫu em đang mặc cái cha, mẫu em đang mặc đây, mẫu số sản phẩm là DA30 các chị nha. DA30 này hiện tại chỉ có một màu duy nhất thôi. Với chất liệu vải là von thun nha các chị ha. Với chất liệu vải là von thun ha, đầy đủ size cho chị từ 40kg đến 67kg luôn. Và mẫu này như các chị thấy nó có ưu điểm của cả hai chất vải là nó có độ co giãn cao của chất thun nè và thấm hút mồ hôi rất là tốt của chất thun ha. Kèm theo đó cái nền vải là mát lạnh và siêu dễ chịu luôn. Bên trong còn có kèm lót cho chị rất là thoải mái. Thì chất vải của mình còn có cái độ là không có độ lông ha chị ha, không bung xù, không đổ lông và không bị chảy nhão vải luôn. Đó là ưu điểm của chất von. Là hai cái ưu điểm của hai chất vải nó kết hợp vào với nhau nó tạo nên mẫu DA30 này các chị ha. Rồi như chị thấy DA30 đây với cái form dáng là dạng âm eo nè, dáng xòe các chị nha, nếp gấp đi vuông vô cùng đẹp luôn, giúp chúng ta che được phần bụng dưới cực kỳ tốt các chị ha. Những gì nào mình có cái tự ti gì về cái thân hình mình không được thon gọn á hay thì hãy đến với những cái mẫu sản phẩm của shop cho em đó, đầy đủ hết các chị ha, nó đều che khuyết điểm cho chị cực kỳ tốt từ trên xuống dưới luôn nè, tạo cái bờ vai thon gọn ha, che bắp tay rất là tốt nè, tạo được cái vòng eo nhỏ nhắn cho các chị và che bụng che đùi rất là tốt. Chị nào thích cái mẫu DA30 này để lại comment giúp em. DA30 cộng số điện thoại đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg nha, giá sale cực kỳ rẻ các chị ạ. Đó, giá bán cực kỳ rẻ luôn. Em sale cho chị từ 600.000 đồng xuống còn 299.000 đồng nha. Chị nào thích để lại comment DA30 cộng số điện thoại giúp em, bên em sẽ liên hệ và tư vấn cụ thể cho mình nha. Rồi chị Thơ Phúc ơi, em thấy là à chị đặt DA129. DA129 em không có màu xanh coban chị nha. Em có đó là màu hồng và màu xanh lá đó. Màu xanh lá thôi, em không có màu xanh coban ha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc đây là DA17, một màu xanh đen duy nhất các chị nha. Đó, chất ren rất là mềm mại luôn, hoa rất là xinh luôn. Và các chị mình chọn cái mẫu đầm ren này đó, mình mặc vô cùng thoải mái, không hề gây một chút khó chịu nào hết. DA17, các chị mình nhìn ren hoa của nó là rất là xinh luôn. Và DA17 này giá gốc của nó là 450.000. Ngày hôm nay em sẽ sale cho các chị xuống chỉ còn là 299.000 thôi các chị nha. Chỉ có 299.000 thôi DA17. Em có đủ size cho các chị mình từ 40kg đến 67kg là vừa cho các chị luôn. Mẫu đầm DA17 này là một trong những cái mẫu đầm được rất là nhiều chị yêu ưa thích và lựa chọn luôn. Bởi vì nó rất mềm mại, nó khi mình mặc lên người nó không gây một chút khó chịu nào hết mà nó thoải mái lắm các chị. Và dáng cổ chữ V khi mình mặc lên người nhìn rất là sang luôn ha. DA17 ngoài ra em còn có một cái mẫu tay ngắn dành cho các chị nữa. Tay ngắn thì phần vai của nó là ren một lớp ha. Khi mình mặc lên người nó rất là thoáng và mát, nó không bị đổ mồ hôi. Đó các chị mình nhìn nè. Rồi, đây là DA17 tay ngắn ha. Còn DA17 tay dài thì phía đằng sau của nó là ren hai lớp ha. Rồi, giá sale từ 450.000 xuống chỉ còn là 299.000 thôi. Chị nào ưng mẫu này cứ comment cho em nha. DA17 cộng số điện thoại cộng với cái kiểu tay là tay ngắn hay tay lỡ nha. Bên em chốt đơn hàng cho mình ạ. Rồi các chị ơi nhớ giùm em nha. Rồi chị Huỳnh Trang ơi, tất cả sản phẩm của shop cho em đều có đầy đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg nha. Chị nào trong tầm của số size đó mình thích mẫu nào mình đừng ngại ngùng gì cả, cứ việc để lại comment mã số sản phẩm và số điện thoại, bên em sẽ liên hệ và tư vấn cho mình. Và bật mí cho các chị luôn á, là dù các chị mình mặc xe M nhỏ hay là xe nhỏ nhất nè, cho đến cái xe lớn nhất, xe 3XL, 4XL, shop chúng em không hề thu thêm bất cứ một cái khoản phí tăng size nào của các chị luôn. Đó, xe nhỏ nhất hay xe lớn nhất đều bán bằng giá nhau hết chị nha, không có hơn thu phí gì hết chị ha. Rồi đó, cái đó là cũng là cái điểm khó cái gì, các chị ra ngoài mua đồ nha, thường đồ big size nó sẽ có giá cao hơn rất nhiều so với cái đồ xe trung bình các chị ha. Rồi giờ chúng ta đến với mẫu DA39 em này mặc nha. Và em xin nhắc lại lần nữa, các chị cùng nhau chia sẻ lượt xem lên 130 em bán cái đầm DA129 này nè. Malika đang mặc đó các chị nha. Em bán với giá gốc của nó là 799.000 đồng đó. Khi lượt xem các chị lên 130 chị, em bán với giá chỉ có là 269.000 đồng thôi nha. Đó, 269.000 đồng một ngàn đồng một cái đầm đẹp như vậy luôn nè các chị ạ. Rồi chị nào thích mẫu nào nhanh tay lời comment nha. Cái đầm xanh tay lỡ lúc nãy chị kia mặc. Rồi ok chị Ngọc Lê, đầm xanh tay lỡ lúc nãy chị kia mặc mã số là DA17 chị nha. Đây DA17 đầm này đúng không ạ? DA17 hiện tại mà shop cho em chỉ có một màu xanh đen duy nhất thôi chị nha. Đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Giá sale cực kỳ rẻ, sale từ 600.000 đồng xuống còn 299.000 đồng. Nó có hai dạng, một dạng là tay lỡ nè. Đây một dạng là tay lỡ chị ha. Còn một dạng là tay ngắn nè. Mình thích cái kiểu nào thì mình để lại comment giúp em. DA17 ngắn,
Nếu mà chị thích tay ngắn thì để cái DA17 ngắn cộng số điện thoại. Còn nếu thích tay dài thì để DA17 dài cộng số điện thoại giùm em nha. À, thật ra nó là dạng ba lỡ nhưng mà em phân ngắn dài cho cái chị mình dễ phân biệt thôi ha. Rồi chị nào thích cái mẫu đầm DA17 màu xanh đen đó nữa thì để comment DA17 cộng số điện thoại nha. Rồi ok, chị Ngọc Lê có size cho chị luôn nha. Tất cả sản phẩm của shop cho em có size cho các chị từ 40kg đến 67kg hết luôn đó ạ. Chị nào mình thích thì mình đặt hàng giùm em. Chị Ngọc Lê thích mẫu DA17 comment giúp em DA17 cộng số điện thoại của mình nha. Rồi mẫu sản phẩm đang mặc đây các chị à, mẫu số DA39. Như các chị thấy cái form nằm rất là xòe luôn nè. Đó, nó xòe rất là rộng ha. Kèm theo đó là cái phần eo của mình là dạng nằm chiếc eo nè, form dáng xòe bên dưới giúp che bụng và đùi rất là tốt. Rồi, và dáng nằm của mình phía trước là nó dạng xẻ cổ chữ V như thế này các chị nha. Đó là sau quyến rũ luôn ạ. Phía sau các chị ạ, phía sau đây. Phía sau của mình là dạng nằm á, ren hai lớp và không có kèm lót. Nó giúp chúng ta tôn được cái bờ vai của chúng ta nè. Thêm cái nữa ha, là nó khoe được, nó giúp chúng ta khoe được hoàn toàn cái bờ vai luôn, trở nên vô cùng quyến rũ và rất là nữ tính cho người mặc luôn cái gì ha. Chị Hoa Phạm hôm qua chúng làm tiếng trong ca. Rồi chị ơi, hôm qua mới qua chị ơi, mấy nay đơn hàng của bên em nhiều lắm, chị đợi từ từ nha. Từ từ sẽ tới lượt mình chị nha. Hoặc là khi nào mà bên em có nhân viên chốt điện chốt đơn á, gọi điện đến chốt đơn cho chị thì chị vui lòng chị nhắc luôn cái mini game giùm em cái chị ha. Rồi ok chị Ngọc Lê nè, DA17 dài cộng số điện thoại đúng rồi chị ha, cảm ơn chị nha. Ủa, 1, 2. À chị Ngọc Lê, số điện thoại của chị còn thiếu một số rồi chị ơi. À khoan, à rồi số của chị đủ rồi chị ha. Chị Ngọc Lê, số của chị đúng rồi ha. Chị còn thích màu nào comment giúp em nha. Rồi chị, các chị ơi, nãy giờ chị nào đặt hàng á mà chưa cho chúng em xin số điện thoại, nhớ để lại số điện thoại giùm em nè. Và nếu mà chị nào chưa chia sẻ, nhớ chia sẻ giùm em bài là chuyên mua shop cho em trong cái độ công khai nha. Các chị chia sẻ càng nhiều thì mình nhận ưu đãi càng nhiều nè. Cùng nhau chia sẻ giùm em nha các chị ơi, mình phải chia sẻ mới mua được đầm với chết sale đó ạ. Rồi 62kg, dạ 62kg có size cho chị luôn nha chị Trang Nguyễn nha. Mẫu đầm em đang mặc là DA39 các chị ha. Và tất cả các sản phẩm trong shop của chúng em á thì có size cho chị từ 40kg đến 67kg hết. Chị nào trong vòng từ 40 đến 67kg á là mình thích mẫu nào cũng có size cho mình hết. Nên các chị chỉ việc để lại comment giúp em đặt hàng, mã số sản phẩm và số điện thoại các chị nha. Hoặc có thể chụp ảnh màn hình gửi kèm số điện thoại qua bên em để bên em tư vấn cho mình cũng được ạ. Rồi chị Thủy Trần ơi, đầm em đang mặc là DA39 nha, một màu đen duy nhất thôi. Hiện tại chỉ có một màu đen duy nhất thôi nha. Cổ sẽ chữ V nè, chất liệu vải là ren lưới hai lớp siêu dặn, họa tiết hoa văn nổi đó chị nha. Rồi mẫu này bên em chỉ có một màu đen, đủ size từ 40kg đến 67kg, giá bán 299.000 đồng. Chị nào thích để lại comment giúp em nha. Và giá bán áp dụng, giá này em chỉ áp dụng cho chị nào chia sẻ và livestream mua shop cho em trong chế độ công khai thôi. Còn chị nào không chia sẻ mình phải mua giá 450.000 đồng các chị ha. Đó nên nha, em cũng muốn các chị được mua đồ rẻ nên em nhắc đi nhắc lại cái việc các chị mình nhớ chia sẻ ha. Và em sẽ nhắc lại lần nữa nè, chị nào nãy giờ chưa chia sẻ bắt đầu chia sẻ đấy nha. Lên 130 lượt xem em sẽ bán cái mẫu đầm DA111 này với giá 269.000 đồng cho các chị luôn. Thay vì giá gốc của nó là 799, giá sale cũ là 489 thì hôm nay em bán 269.000 đồng mẫu này thôi các chị nha. Giảm ngay hơn 200.000 một mẫu đầm luôn rồi đó các chị ạ. Rồi chị đã thích để comment với em nha. Chị Cát Bụi ơi, đầm body em chỉ có DA50 với DA51 thôi chị nha. Cái mẫu sườn xám chút xíu là mẫu chinh mặt cho chị xem nha. Còn chị nào thích DA39 thì comment giùm em DA39 và số điện thoại các chị nha. Còn bây giờ chúng ta xem mẫu mới ạ. Rồi cả nhà, nãy giờ là đầm nhiều rồi đúng không ạ? Bây giờ em lên sườn xám cho các chị nha. Thay đổi phong cách một xíu. Thay đổi phong cách một xíu ha. Bây giờ em đang mặc cho mình đây là DA82. DA82 thì mẫu này cũng sale cho các chị luôn. Mẫu này thì giá gốc của nó 450.000, nhưng ngày hôm nay em sẽ sale xuống cho mình chỉ còn là 299.000 thôi ạ. DA82 một màu duy nhất các chị nha. Dáng váy là của nó có xẻ tà hai bên cho mình, 40kg đến 67kg là vừa. Và chất liệu lai dông kim sa co giãn cực kỳ thoải mái cho mình luôn. Phía sau của nó có phần là nó có phần dây kéo, mình dùng dây kéo phía sau nha. Đó, phía trước là nút giả thôi, nút giả thôi. DA82 sale từ 450 còn 299.000, 40kg đến 67kg là vừa cho các chị ạ. Chị nào ưng mẫu này mình cứ comment cho em nha. DA82 sườn xám, khi mình mặc mẫu sườn xám lên người nhìn dáng của mình rất là cao luôn đó. Rồi đó, DA82. Rồi ok, chị Huyền Nguyễn đeo 129 xanh lá. Rồi
số điện thoại luôn rồi. Các chị ơi, ngày hôm nay em sale cái DA129 nó quá sốc các chị ạ. À, nên các chị tranh thủ các chị nha, nếu mà mình chậm tay một xíu là có thể là hết hàng, là rất là tiếc luôn á. Rồi, DA82 này chị nào ưng cái mẫu này thì cũng comment luôn. Hiện tại nó cũng đang là giá sale. Hầu hết những sản phẩm bên em khi mà mình xem bài livestream này, mình có xem trên bài livestream, mình sẽ được mua giá sale rất là rẻ. Nên mình tranh thủ mình đừng bỏ lỡ những cái bài livestream của chúng em nha. Phía sau bên đằng sau còn rất là nhiều mẫu để em sale cho mình luôn. Nên mình chờ ha. Rồi bây giờ em qua mẫu khác nha. Rồi tiếp theo đây các chị ơi, chúng ta có mẫu sản phẩm là DA38 nha. Chắc những gì nào mình thích thì màu DA39 mà mình không thích màu đen thì em có màu DA38 với màu đỏ như này cho chị nha. Màu đỏ này vô cùng trẻ trung các chị nha, rất thích hợp cho chị mặc đi mình chịu tiệc chị đám nè. Rồi, đặc biệt ở chỗ DA38 với cái chất liệu vải của nó là chất ren hai lớp dày dặn các chị ha. Đây và đặc biệt luôn, các chị thấy phần họa thiếu hoa văn của nó là hoa ren thêu nổi các chị nha, đính đá rất là sang trọng. À em nhầm, hoa ren thêu nổi phản quang rất là sang trọng các chị nha. À không phải phản quang cái gì? Phản quang đúng rồi. Rồi, cái hoa văn của nó phản quang rất là sang trọng các chị nha. Như chị thấy nè, form dáng nằm của nó là dạng form ôm eo, dáng xòe các chị nha, nếp gấp ly nhẹ nó giúp chúng ta che được phần bụng dưới cực kỳ tốt luôn. Cổ sẽ chưa về rất là quyến rũ ha. Và đặc biệt các chị thấy nè, phần này nó còn che được bắp tay của chúng ta nữa. Họa tiết hoa văn phản quang rất là tốt các chị nè. Đó, cái chị di chuyển nó từng ánh đèn nó gọi vào người mình á, gọi lên mẫu đầm rồi rất là sang trọng các chị nha, lấp lánh giống như giác vàng vậy đó. Rồi phía sau các chị nha, phía sau của mình là không có kèm với lót lưng cái không có kèm lót các chị nha. Đó, nó chỉ có cái phần ren hai lớp dày dặn thôi, nó tạo nên cái điểm nhấn trên mẫu đầm chúng ta vừa sang trọng quyến rũ mà lại còn đầy sự nữ tính đó nha. DA38 em đang mặc đây nha các chị ha. DA38 em đang mặc hiện tại chỉ có một màu duy nhất, đủ sẽ cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Chị nào thích cái việc để lại comment giúp em DA38 cộng số điện thoại bên em sẽ liên hệ và tư vấn cụ thể cho mình nha. DA38 giá bán giảm từ là 600 đồng xuống còn 299 đồng. Chị nào thích để lại comment DA38 cộng số điện thoại ha. Rồi các chị ơi, em sẽ nhắc lại lần nữa về cú pháp hàng của mình là mã số sản phẩm và số điện thoại các chị nha. Ở đây có chị Hoàng Thị Xuân. Hoàng Thị Xuân comment đúng rồi nè. Rồi chị Huyền Nguyễn nè, DA129 nè, xanh lá nè. Rồi ok, chị Xuân Hoàng Thị nè, DA38 nè. Rồi các chị ơi, đầu màu tím em phía sau nha, em đã hứa nha. Đầu màu tím này các chị cùng nhau chia sẻ lượt xem của mình lên 130. Em sẽ bán mẫu này với giá là 269 nghìn đồng các chị nha. Đủ size cho chị từ 40kg đến 67kg luôn, một màu duy nhất thôi. Nên các chị muốn mua mẫu này với giá rẻ, các chị phải cùng nhau nhanh tay chia sẻ lên giùm em, chia sẻ càng nhiều nhận ưu đãi càng nhiều. Rồi mẫu này là DA111 các chị ha, màu một màu tím thôi, em sẽ bán với giá là từ giá gốc nó là 799 ha. Rồi giá sale cũ là 489.000 đồng. Hôm nay các chị nha, khi mà các chị chia sẻ được xem lên 130 em bán giá là 269.000 đồng. À rồi các chị ấy tiếp theo một mẫu đầm dạ hội nữa nha. Mẫu em đang mặc đây là DA126 và mẫu em đang cầm đây là DA135. Mỗi màu nó một mã khác nhau nha. Thì cái mẫu mà mẫu cúc vừa mặc đúng không ạ? Là DA38 với màu đỏ đó, DA38 đó chị nha. Hiện tại đang trong chương trình sale từ 600.000 xuống chỉ còn là 299.000 thôi ha. Mình đặt trực tiếp trong bài livestream này sẽ được giá đó, nhưng khi tắt bài livestream thì nó sẽ trở thành giá 359.000 ha. Rồi, bây giờ đến đầm dạ hội. Màu đỏ là DA135. 799.000 một màu đỏ duy nhất. Ngoài ra em có màu xám là DA126 cũng 799.000 thôi. 40kg đến 67kg là vừa hết cho các chị rồi ha. DA126, màu đỏ DA125. Rồi, chị nào ưng mẫu này mình cứ comment để lại cho em nha. DA126 hoặc DA135 giá 799.000. Đủ size cho các chị hết luôn. Rồi các chị mình nhìn này, phía sau của nó là von lưới ha. Nó khoe bờ vai của mình. Cái lưới này nó rất là dẻo da luôn, các chị không sợ bị tưa vải, không sợ bị đứt vải ha. Còn em quay gần cho mình xem họa tiết của nó. Rồi em cho mình xem gần họa tiết của nó các chị nha. Nó rất là sang luôn này các chị à. Còn đây, cái đây đó, nó theo tầng tầng lớp lớp luôn, rất là đẹp luôn. Rồi chị Nguyễn Hồng ơi, DA51 em còn chị nha. Chị cứ comment số điện thoại đi bên em chốt cho mình. Hiện tại vẫn đang sale là giá 299.000 đó chị ạ.
Rồi, mẫu đêm dạ hội này DA135 màu tím DA126 799.000. Khi nào đặt hàng cứ comment để lại cho em nha. Em chốt đơn hàng cho mình nha. Rồi các chị à, tiếp theo em có một mẫu đầm dạ hội nha. Em cũng sẽ sale với giá cực kỳ rẻ cho các chị luôn nha các chị ha. Rồi mẫu đầm em đang mặc mã số là DA100. DA100 thì các chị thấy là hiện tại chỉ có một màu tím duy nhất thôi. Nhưng bù lại chúng ta có đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg nha. Còn phần phía trên của mình là chắc vải là các hàng các chị nha. Có độ co giãn rất là cao nè. Rồi chắc vải các hàng độ co giãn siêu cao luôn. Mẫu này á, cái thằng thân đầm của mình được theo 3D các chị rất là sang trọng, các chị có thể là à, nó theo kèm với cái phần chỉ kim tuyến đó chị ạ, tạo nên sự sang trọng tuyệt đối ha. Rồi các chị nào thích cái mẫu DA100 em mặc thì để comment giúp em DA100 cộng số điện thoại. Các chị này, như các chị thấy cái mẫu này, như các chị thấy mình có thể mặc được nhiều kiểu, mình mặc theo kiểu là dạng là áo đầm dây như này, hoặc là mình mặc theo kiểu á là gớt vai như vậy các chị nha. Đủ size cho chị từ 40kg đến 67kg luôn. Chị nào thích cứ việc để lại comment DA100 cộng với số điện thoại giùm em, bên em sẽ liên hệ và tư vấn cụ thể cho mình nha. Rồi chị Nguyễn Mai DA20 còn nha, chị lấy chị đặt hàng để lại comment giúp em DA20 cộng số điện thoại nha chị. Chị không thu đặt DA125 nè. DA125 gì? Rồi chị không thu ơi, DA125 giá 799.000 chị nha. Rồi mẫu em đang mặc đây cùng em mặc đây là nó cùng chung một đợt với cái mẫu DA111 nè các chị ơi. DA111 này hôm nay nha, các chị cùng nhau chia sẻ lượt xem nó mà lên 30 em giảm ngay cho các chị là từ 489.000 đồng xuống còn là 269.000 đồng thôi các chị nha. Đó rồi giờ tiếp theo chúng ta đến với một đầm đang mặc nha, DA100 với chất liệu vôn lụa vô cùng mềm mại các chị nha. Phần họa tiết hoa văn thì nó có cái dạng là thêu chỉ kim tuyến như thế này, chất liệu vải là vôn lưới vô cùng mềm mại luôn. Rồi mẫu này bên em hiện tại là chỉ có màu tím thôi, nhưng mà đủ size cho chị từ 40kg đến 67kg. Mã số sản phẩm DA100 cộng số điện thoại đó là cú pháp đặt hàng của mình các chị nha. Rồi còn bây giờ chúng ta sang mẫu mới các chị nha. Rồi các chị ơi, tiếp theo đây em có mẫu này DA12. DA12 thì em có hai màu cho mình lựa chọn nha. Mẫu đầm em đang mặc đây và mẫu em đang cầm đây thì chất liệu của nó là chất thun lạnh co giãn 4 chiều thoải mái luôn. Nó ôm vô cái dáng của mình và cái phần này nè có xích ly giúp mình che bụng rất là tốt luôn ha. Và nó tôn cái vòng một mình lên. Phần tay của nó là chất ren thun co giãn rất thoải mái cho mình luôn nè. Đó, các chị mình nhìn thấy không ạ? À? Em quay đằng sau cho mình xem nha. Đây, cái đằng sau của DA12 đây các chị ạ. Mẫu này mặc rất là tôn dáng và cái chiều dài của nó thì nó dài tầm ngang cái phần cổ chân của mình thôi, nên mình đi lại rất là dễ dàng. Em cao 1m62 và nặng 47kg ha, thì em mặc cái mẫu này như thế này đây. Hiện tại em chưa mang quốc ha, mang quốc lên thì nó cao như thế này là xinh hơn rất là nhiều. Đó, DA12 màu tím và màu đỏ rượu. Sale từ 450.000, sale xuống cho mình chỉ còn là 299.000 thôi. 40kg đến 67kg có size vừa cho các chị nha. Chị nào đặt hàng mẫu này cứ comment để lại cho em mã số sản phẩm DA12 cộng số điện thoại, em chốt đơn hàng cho mình. Các chị nhìn em bao chất lượng vải cho các chị luôn. Mặc mát vô cùng, chất liệu vải dày dặn, cầm là nặng tay luôn đó các chị ạ. Cầm là nặng tay luôn ha. 12, DA12 nha. Đó, màu tím và màu đỏ rượu. Khi mình mặc cái mẫu này lên người nó sang lắm, nó tôn dáng mình. Chị nào mà mình mặc dù mình có bụng hơi to một xíu mình yên tâm, bởi vì cái dáng váy xòe thì nó lại giúp mình che bụng rất là tốt, nhưng nó lại khoe cái phần eo của mình, nó tôn cái vòng một mình lên nha. Dáng váy xòe rộng như thế này ha, cực kỳ mềm mại luôn. Rồi cả nhà ơi, đơn hàng ngày hôm nay các chị mình từ 1 triệu trở lên, chúng em sẽ tặng cho mình hai đôi may mắn, cộng với đó là chúng em sẽ phi ship cho các chị nha. DA12 ạ, chị nào ưng mẫu này cứ comment cho em nha. Hai màu cho mình lựa chọn, màu tím và màu đỏ rượu ạ. Rồi các chị ơi, theo đây em sau đây em có một mẫu khá đặc biệt cho các chị mình xem luôn nha. Rồi được nha chị Hiền Nguyễn Minh ơi, được chị ha. Mặc rộng chặt chị shop cho em, sẽ đổi cho chị, đổi size cho chị luôn nha. Chị gửi đây số điện thoại giùm em chị nha. Rồi các chị ơi, mẫu sản phẩm đang mặc nha, các chị thấy nè, với cái chất liệu vải của nó rất đặc biệt và thiết kế cũng rất đặc biệt luôn.
Đây là phần thân đầm các chị nha. Đó, bên trong nó phần thân đầm này nó là dạng đầm phơm chữ A, che bụng rất là tốt, chắc vải là vôn lạnh vô cùng thoải mái luôn các chị ha. In hình hoa sen 3D nè, đó rất là đẹp mắt. Rồi mà hôm nay mặc đây hiện tại là chỉ có một màu tím cánh sen duy nhất thôi các chị ha. Nhưng mà bù lại chúng ta có đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg. Nên chị nào thích cứ việc để lại comment giúp em DA89 cộng số điện thoại để tụi em hề dễ dàng tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị được ha. Rồi chị Nguyễn Hồng DA51 nè. Được đơn lại. Rồi ok chị Nguyễn Hồng nha, em thấy comment của chị rồi nè. Không như nào đặt hàng được để comment giúp em nè. Rồi mẫu sản phẩm đang mặc các chị nha, đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Giá sale cực kỳ rẻ là 450.000. À, giá của nó là từ 600.000 đồng, em sale xuống còn 450.000 cho các chị nha. Đủ size từ 40kg đến 67kg. Màu này là màu tím cánh sen duy nhất tại nhà, một màu duy nhất thôi, không có thêm bất cứ màu nào khác nữa. Nên chị nào thích nhớ lại comment mã số sản phẩm và số điện thoại giùm em để bên em có thể dễ dàng liên hệ tư vấn cụ thể với chị nha. Dáng phơm đầm rất là đẹp các chị nha. Đó, phơm rất là đẹp luôn. Táo tung bay luôn các chị ha. DA89 một màu tím cánh sen nhất, đủ size cho chị từ 40kg đến 67kg. Tím cánh sen nha. Chị nào thích để comment DA87 cộng số điện thoại giùm em ha. Thôi chúng ta sang mẫu mới ạ. Rồi các chị ơi, tiếp theo một mẫu đầm này em đang mặc trên người ha. Mẫu đầm này chị nào thích phong cách đơn giản đây, mặc thoải mái để mình chọn mẫu này. DA69 màu tím, duy nhất màu tím thôi các chị nha. DA69 em có đủ size từ 40kg đến 67kg, có size vừa cho các chị luôn. Rồi em đứng xa cho mình xem mẫu này nó tầm ngang cái phần cổ chân của mình ha, dài ngang cổ chân của mình, dáng váy xe rộng như thế này. DA89 giá gốc của nó là 450.000 và hiện tại đang trong chương trình sale là 299.000, đang trong chương trình sale là 299.000 ạ. Đó. Rồi bây giờ mình chia sẻ liền ha, chị nào có chia sẻ em sale xuống cho mình thêm một tấc nữa, áp dụng trong bài livestream này thôi, chỉ còn là 249.000 thôi. Chỉ còn 249.000 thôi, em áp dụng chương trình sale trong sale cho mẫu DA89 này nha. DA69 ha. Các chị mình nhìn màu tím nè, và chất liệu vải là chất là thun thun lạnh, co giãn 4 chiều cực kỳ thoải mái luôn. DA81 nè. Rồi đó các chị mình nhìn là co giãn rất là tốt, 40kg đến 67kg vừa hết các chị nha. DA69 một màu tím duy nhất, không có màu khác. Sale cho mình từ 450.000, sale bình thường là 299.000. Chị nào có chia sẻ được mua giá là 249.000. DA69 này ha. Rồi, em bao chất lượng vải cho các chị, chất lượng vải đặc biệt, rất chất lượng, cầm là nặng tay luôn và co giãn thoải mái, mát lạnh luôn ha. Rồi em qua mẫu nha. Nó làm sao làm. Rồi các chị em, mẫu sản phẩm đang mặc đây là DA19 nha. Như các chị thấy DA19 hiện tại chị có một màu xanh rêu duy nhất thôi, nhưng mà có đầy đủ size cho chị từ 40kg đến 67kg luôn. Phơn dáng siêu xè như làm công chúa luôn các chị nha, rất là đẹp. Rồi các chị em thấy là mình đang tụt lực view nha. Bây giờ các chị cùng nhau chia sẻ đi, các chị cùng nhau chia sẻ lên nhóm nha. Mẫu đầm DA111 này em sẽ bán cho chị với giá là 269.000 đồng thay vì giá là 450.000 đồng các chị nha. À em nhầm, 489.000 đồng ha. Đó nên có một chị nào thích để comment giúp em DA100 cộng số điện thoại của mình nè. Đó, đó là cái giá bán các chị nha. Khi mà các chị không chia sẻ mình muốn mua cái mẫu DA100 này thì mình comment giúp em DA100 cộng số điện thoại ha. Giá bán của nó sẽ là 489.000 đồng. Còn ngay bây giờ khi mà các chị tham gia mini game, chị nào mình mua mẫu đồ nào á mình thích, mình cứ việc để lại comment mã số sản phẩm và số điện thoại giùm em. Rồi các chị nào mà mình muốn có một cái mẫu đầm dạ hội như này mình mặc mà mình không đủ điều kiện hết cha, hoặc là mình không nguyện ý bỏ ra số tiền như vậy, thì các chị có thể ngay bây giờ các chị mình tranh thủ mình mua ngay cái mẫu đầm DA100 mà Kim đang mặc đây. Khi các chị cùng nhau chia sẻ nha, lượt xem luôn 130 chị, em bán với giá 269.000 đồng, em bán với giá 269.000 đồng nha. Rồi chị lớp muốn coi mẫu mới đúng không? Đi xem nhà mẫu trên mặt mẫu mới cho các chị xem nha. Mới về 10 mẫu hàng mới luôn các chị ạ. Mẫu mới đó hả?
Rồi lúc nào em có mặc thử một mẫu mới, tí xíu em mặc một mẫu, chị Trinh sẽ mặc một mẫu thử cho các chị xem nha. Rồi giờ DA19 này chất liệu vải là ren lưới hai lớp dày dặn. Cái màu vải của nó là màu xanh rêu các chị nha, vô cùng thông da luôn. Đủ size cho các chị từ 40kg luôn. Đủ size cho chị từ 40kg đến 67kg luôn. Cổ mình là cổ dạng khoét chữ V nè, có bắt yếm sang như thế này nha. DA19 không co giãn nha chị, chất liệu vải là ren lưới không co giãn. Nhưng mà form của nó rất là đẹp, chà lên form rất là to nè. Phần eo nè các chị, còn phần bụng mình dưới đây là mình che được hết cho chị nha. Dán nằm xòe phi xe luôn. Em quay một vòng các chị xem nè. Đó, đấy nằm rất là xòe nha. DA19 đủ xe cho chị từ 40kg đến 67kg. Giá bán em sale từ là 450 đồng xuống còn 299 đồng. Chị nào thích để lại comment giùm em nha. Rồi các chị ơi, tiếp theo đây, một cái mẫu đầm này là DA81. Các chị ơi mình chờ xíu, tí nữa em sẽ lên những cái mẫu đầm mới về của bên em nha. Ngày hôm nay em có những cái mẫu đầm mới về luôn, em sẽ giới thiệu cho mình. Và bây giờ các chị ơi, mẫu này là DA81, em có hai màu cho mình lựa chọn, màu xanh rêu và màu đỏ ha. Giá của nó từ 600 ngàn xe xuống cho mình chỉ còn là 450 ngàn thôi. Chất liệu von lưới rất là mềm mại. Rồi chất liệu von lưới mềm mại các chị ha, mặc rất là thoáng và mát luôn. Có hai lớp ha, nó kèm cho mình cái thành đai và nó có phần xích ly giúp mình che bụng tốt luôn các chị ạ. Đó, DA81 đây, màu xanh và màu đỏ các chị nha. Màu xanh và màu đỏ DA81, 40kg, 67kg vừa cho các chị luôn. Sale từ 600 ngàn sale xuống chỉ còn 450 ngàn thôi. Đây là một cái mẫu mà em cực kỳ mê về phần chất liệu vải của nó luôn. Đảm bảo khi các chị mình nhận được hàng, khi chỉ cần mình sờ vô thôi là mình đã thấy mê rồi đó các chị. Chưa cần mặc đâu, chưa cần mặc đâu các chị nha. DA81 ha, mình cứ thử mua đi, mình xem thử em nói đúng không nha các chị nha. Rồi tiếp theo đây các chị ơi, em có một sản phẩm đầm mới nha. Đây là đầm mới nè. Tí xíu tụi em sẽ qua những cái mẫu đầm mới đó. Các chị nào muốn xem đầm mới thì mình đón xem giùm em nha. Rồi, cái chơi cú khóa đặt hàng của mình là mã số sản phẩm và số điện thoại các chị ha. Mẫu hồi nãy là không có màu đen nha chị ha. Rồi giờ chúng ta xem mẫu của em đang mặc nè. Mã số sản phẩm DA47 các chị nha. Đây là mẫu mới về tại shop cho em luôn, như chị thấy nè. Form dáng nằm phi xây luôn các chị nha. Đó, cái lời gọi là von lạnh các chị ha. Von lạnh là sờ vào cực kỳ thoải mái và rất là mềm mại luôn. Với họa tiết hoa văn là hoa nè các chị ạ. Hoa và cầu dòng cách điệu như này nha các chị, rất là sang. Phần phía đây là mình có đóng nút nè. Đó, có đóng nút rồi các chị nha. Rồi mẫu sản phẩm đang mặc là DA47. Hiện tại có đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Có nhiều màu các chị ha. Nhiều màu khác nhau nè. À em xin lỗi, có một màu thôi, một màu thôi, nhưng mà cầu vòng nó có rất nhiều màu khác nhau các chị thấy nè, rất là đẹp. Là cầu vòng cách điệu và hoa các chị nha. Đó, hình in của mình rất là sang luôn. Đủ size cho chị từ 40kg đến 67kg nha. DA47. Chị nào thích nhanh ta để lại comment giúp em. DA47 cộng số điện thoại, bên em sẽ liên hệ và tư vấn cụ thể cho chị về mẫu sản phẩm này nha. DA47 các chị ha. Một màu duy nhất thôi, đủ size 40kg đến 67kg. Em đây là em bán cho các chị với giá giới thiệu nha. DA47 này thuộc dạng hàng cao cấp bên shop cho em nè. Giá giới thiệu cho chị là 530 đồng. Chị nào thích để lại comment giúp em DA47 cộng số điện thoại nha. Bên em sẽ liên hệ và tư vấn cụ thể cho các chị ạ. Rồi bên em không có mẫu DA69 nha chị My Hà Trương ơi. Có. Màu tím đó. Có chị ơi, đợi em tí xíu nha. 69. 69. Mới vậy hả? Màu tím. Rồi ok chị ơi, chị My Hà Trương đợi tí xíu nha. Tí xíu màu trình cho chị xem là DA69 nè. Rồi. Ê chị nha. DA69 chị nha. DA69 đây nè, dạng form suông trơn các chị ạ. Mẫu này em phải tính ra nó thiệt. Lúc trước em có được là mặc thử một lần các chị ạ. Lên form siêu đẹp luôn các chị ạ, lên form sang khỏi phải nói luôn. Nó không có cái gì kèm theo nhưng mà lên form nó rất là sang các chị nha. DA69 nè. Chị nào thích để comment với em DA69 gồm số điện thoại nha. Dạ anh xin. Từ xem trong bài đã chim chia sẻ là 249. Rồi mẫu DA69 đó em sale cho chị với giá là 249 đồng. Khi các chị chia sẻ và livestream của shop chúng em trong chế độ công khai nha. Và em chỉ dành cái giá mua này cho những chị nào đang theo dõi và livestream của chúng em thôi nha. DA69 giá bán là 249 đồng ạ. Rồi các chị. Coi chúng ta xem mấy mẫu đầm mới nữa nha các chị nha. Rồi bây giờ là đến chương trình đầm mới các chị nha. Đầu tiên DA160. Đầu tiên DA160 cho các chị rồi. Nãy giờ chị nào theo dõi bây giờ đến chương trình đầm mới về nè các chị ơi. Đến chương trình đầm mới về DA160 giá gốc của nó là 600. Giá gốc của nó là 600 ngàn các chị nha. 350. Rồi các chị ơi, mẫu đầm này ha, mẫu mới về của bên em. Chất liệu la da và in hoa sinh ở là sinh như thế này nè các chị ha.
Vậy hả chị Nguyễn Mơ, để tí nữa bên em kiểm tra thử xem đơn của mình được đặt chưa chị nha. Rồi, bây giờ cái mẫu em đang mặc đây là DA60 ha. DA60 giá gốc của nó là 600 ngàn. Đem qua một vòng cho mình xem. Với chất liệu của nó là chất la da có xếp đi cho bụng rất là tốt cho mình luôn ha. Sao chị không nhớ nè em? Chắc không? Rồi, mẫu đầm này ha. Ngày hôm nay em sẽ sale xuống cho mình. Chỉ còn 370 ngàn thôi. Các chị mình chia sẻ đi ha. Em sale xuống cho mình chỉ còn 370 ngàn luôn. Đó, rất là đẹp luôn này các chị ạ. DA160, DA160 hoa xinh ơi là xinh. Sale từ 600 ngàn xuống chỉ còn 370 ngàn. Áp dụng cho chị nào có chia sẻ. Đây là mẫu mới về của bên em ha. Mẫu mới nè, rất là xinh luôn. Hoa xinh ơi là xinh. Rồi chị nào ưng mẫu này comment liền cho em nha. Bây giờ em qua mẫu nha. Rồi các chị ơi, chúng ta qua mẫu sản phẩm em đang mặc nha. Mã số sản phẩm là DA156 các chị ạ. DA156 hiện tại bên em có một màu như thế này cho các chị lựa chọn nha. Một màu duy nhất như này thôi. Dạng form nằm nè các chị ạ, rất đẹp. Form là dạng là ôm eo nha. Đó, chiếc eo các chị mặc vào nhìn cái eo nhỏ nhắn hẳn luôn nè. Dạng chiếc eo nè. Form dáng nằm xè vô cùng đẹp luôn các chị nha. Rồi mẫu này nha các chị, DA156 hiện tại có một màu thôi, màu xanh đen vô cùng tôn da luôn, đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg nha. Đây là đầm mới về bên shop cho em các chị nha. Rồi mẫu số sản phẩm là DA156, chị nào thích để lại comment giúp em DA156 cộng số điện thoại, bên em sẽ liên hệ và tư vấn cho các chị nha. Và các chị ở đợt này chắc liệu vải về rất là đẹp luôn các chị ạ. À, đó, các chị sẽ rất là ngạc nhiên mà khi cầm trên tay những cái mẫu này, chất liệu vải về đó rất đặc biệt luôn. Dáng phong đầm nè, họa tiết hoa văn các chị rất là sang nha, đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Mã số đầm em đang mặc là DA156, đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg, một màu duy nhất. Giá bán giới thiệu sản phẩm 370.000 đồng. Em chỉ áp dụng cho những chị nào chia sẻ bài livestream của shop với em trong cái độ công khai các chị nha. Rồi DA156 chị nha, 370.000 đồng ạ. Tiếp theo một mẫu đầm mới nữa, đây là DA155. DA155 cũng vậy, giá gốc 600 ngàn. Các chị nào có chia sẻ bài viết em để lại cho mình giá 370 ngàn. DA155 ha, 40kg đến 67kg là vừa dáng đầm xích ly ha, rất là xinh luôn. DA155 các chị nha, hoa xinh lắm nè. Trên nền vải màu đen ha và dáng xích ly ha, khi các chị mình mặc lên người mẫu này là hoàn toàn không thấy bụng các chị nha. Rồi các chị ơi, đó, cổ là cổ tim các chị nha, và phần tay ngắn đó, mình rất là thoải mái luôn ha. Chất liệu vải thì mềm mại nữa các chị ạ. Đó, 40kg đến 67kg là vừa hết cho các chị nha. Mẫu mới của bên em nha. DA155, sale từ 600 ngàn, sale xuống chỉ còn 370 ngàn nha. Rồi, tiếp theo đây các chị nha, chúng ta có mẫu sản phẩm tiếp theo đây các chị ạ. Em chưa có. Rồi các chị ạ, hiện tại bên shop cho em nha có đầy đủ, mà có hơn là 10 mẫu hàng mới về bên shop cho em luôn. Hiện tại tụi em đang giới thiệu cho các chị xem đây. Chị nào muốn săn đầm mới ha, những cái mẫu mới thì các chị nhớ lại mình theo dõi các chị nha. Rồi mẫu đầm đang mặc cái sổ, mã số sản phẩm là DA157 các chị nha. DA157 hiện tại chị có một màu duy nhất thôi các chị ạ. Dạng phong đầm, dáng ôm eo nè, dáng váy xè giúp chúng ta che bụng cực kỳ tốt các chị ha. Nếp gấp video rất là sang. Và em cho các chị xem chiếc điều vải nè. Trời ơi, chắc là vậy, em sờ và không có muốn buông tay luôn các chị ạ. Đợt này nha, cả 10 mẫu về các chị ạ. Hơn 5-6 loại chất liệu vải đều là những cái chất liệu vải cao cấp luôn. Đó, rất là tuyệt vời, không đổ lông, không bung xù luôn các chị nha. Không bị chạy nhão vải luôn nè. Lên form rất là đẹp. Họa tiết hoa văn được in 3D nè, vô cùng sang trọng luôn nè các chị ạ. Mẫu này là mẫu hoa nhỏ nè. Đợt trước á, tụi em giới thiệu mẫu sản phẩm kia, rất là nhiều chị hỏi có đầm nào mà mẫu hoa nhỏ không, thì hôm nay tụi em về rất nhiều mẫu hoa cho các chị luôn. Hoa nhỏ, hoa lớn, hoa dừa, hoa gì cũng có luôn các chị nha. Hoa dàn thọ, hoa cúc dừa đầy đủ cho các chị luôn. Đó, cả một vườn hoa đầy đủ hết. Chị nào mình thích mẫu sản phẩm nào cứ việc để lại comment giúp em mã số sản phẩm và số điện thoại các chị nha. Rồi mẫu em đang mặc đây các chị ạ. Mẫu em đang mặc đây hiện tại có đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn các chị ạ. Chất liệu vải của nó thì khỏi phải bàn luôn. Cái chất này là cái chất gì em chưa biết, để hồi em về em hỏi cụ thể các chị ha. Đó, hàng mới về chưa, em chưa kịp biết thông tin như vậy ạ. Em chưa kịp biết thông tin cụ thể mẫu sản phẩm, nhưng em cam kết với các chị tất cả những mẫu sản phẩm ở bên shop cho em với chất liệu vải đều cực kỳ cao cấp các chị nha. Đó, chất vải rất là đẹp luôn, không bung xù, không đổ lông, không nhào nhĩ luôn các chị nha.
Rồi DA157 chị nó thích để lại comment DA157 cộng số điện thoại giùm em. Đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg. Với giá bán giới thiệu sản phẩm là 370.000 đồng. Áp dụng cho chị nào chia sẻ bài livestream của shop chúng em trong chế độ công khai. Và bây giờ các chị nha, lượt xem của mình là 123 chị. Lượt xem các chị lên 130 chị, em sẽ bán cái mẫu đầm dạ hội DA111 này với giá chỉ có 269.000 đồng các chị nha. Rồi các chị cùng nhau chia sẻ đi ạ. Rồi đi, mẫu đi sản phẩm mới DA157 các chị ha. Còn bây giờ chúng ta xem mẫu mới ạ. Rồi tiếp theo mẫu mới DA153. Hoa xinh ơi là xinh nè các chị ơi. DA153 đợt này là hàng về là coi như là toàn thấy mùa xuân không các chị. Toàn là hoa với lá không ha. Và dáng váy xòe đó mặc cái mẫu này lên là nhìn mình rất là trẻ trung các chị nha. Chị nào mình mặc mẫu này lên người là mình trẻ đi được cả chục tuổi luôn nè các chị ạ. DA153 giá gốc 600.000, sale xuống chỉ còn 370.000 các chị nha. Sale xuống chỉ còn 370.000 thôi, quá xinh luôn. 40kg đến 67kg là vừa cho các chị luôn. DA153 ha. Dáng váy xòe xếp ly xinh quá các chị ơi. Đó là lý do các chị ơi, khi mà mình mặc mẫu đầm này lên người không hề thấy bụng. Nên chúng em thường đã thiết kế cho mình những cái dáng váy xòe và xếp ly như thế này ha. Để mình mặc lên người là mình vừa tôn được ưu điểm mà lại che được khuyết điểm của mình nữa ha. DA153 giá sale từ 600.000 xuống chỉ còn 370.000 thôi ha. 40kg đến 67kg là vừa ha. Rồi các chị ơi, quá tuyệt vời các chị ạ. Cả 10 mẫu sản phẩm mới về luôn, cả 10 mẫu các chị ạ. Chất liệu vải cái nào nấy em sờ vào, em hơi giật mình luôn các chị ạ. Em phải giật mình với cái chất liệu vải luôn á. Sờ vào quá là tuyệt vời. Có độ co giãn nè. À, lại còn thấm mút mồ hôi tốt các chị em mình nhìn nè. Cái chất vải quá đẹp luôn, không đổ lông, không bung xù các chị nha. Sờ vào mặt vải nó quá mềm mịn luôn các chị ha. Rồi mẫu em đang mặc là các chị nha. Mã số sản phẩm DA158. DA158 thì hiện tại là có đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg luôn. Là một trong 10 mẫu mới về bên shop cho em các chị nha. Đó rất tuyệt vời. Họa tiết hoa văn vô cùng sang luôn các chị ạ. Hey, họa tiết hoa văn in 3D các chị mình xem là rất là sang trọng nè nha. Vòng đá nè, hoa cho các chị nè. Đó đầy sự nữ tính và sang trọng luôn. DA158 các chị ạ. Hiện tại bên em đầy đủ size cho chị từ 40kg đến 67kg luôn. Giá sale cực kỳ rẻ các chị ạ. Giá bán sản phẩm cực kỳ rẻ. Giá bán sản phẩm, giới thiệu sản phẩm cực kỳ rẻ nha. 370.000 đồng. Em chỉ áp dụng cho những chị nào mình chia sẻ bài livestream thôi nha. Các chị mà không mua mình không tranh thủ mua trong lúc giới thiệu sản phẩm như này á. Khi mà bên em ngưng chương trình bán giới thiệu sản phẩm mà bán lại với giá cũ các chị nha. Giá hơi bị chát luôn các chị nha. Đó, giá cao hơn không chỉ là 1/2 lần đâu. Đó nên các chị mình tranh thủ nè. Thích mẫu nào để lại comment mã số sản phẩm và số điện thoại ngay lập tức giùm em. Và đừng quên chia sẻ bài livestream để được mua đồ với giá sale các chị nha. Rồi DA158 mình đang mặc nha. Nếp gấp đi vuông này che bụng rất là tốt của chị nha. Form dáng nằm ôm eo siêu ôm luôn. Tôn dáng rất là đẹp. Rồi che bắp tay cũng rất là tốt nè. DA158 mình đang mặc hiện tại là đủ size cho các chị từ 40kg đến 67kg. Giá sale cực kỳ rẻ các chị nha. Giá sale giảm ngay cho các chị chỉ còn là giá giới thiệu sản phẩm chỉ còn là 370.000 đồng. Áp dụng cho chị nào chia sẻ bài livestream mua shop chúng em trong chế độ công khai nha. Rồi chị nào thích nhanh tay comment lên. Các chị ơi 116 chị vô kìa. Các chị ơi như em hứa nha, các chị thấy có ai thích mẫu đầm dạ hội này không các chị ạ? Có ai thích mẫu đầm dạ hội này không? Chị nào thích đầm dạ hội mà muốn mua giá rẻ em nói thiệt luôn nha. 269.000 đồng các chị ạ. Mẫu đầm này em quyết định em sẽ bán cho chị với giá 269.000 đồng khi lượt xem chúng ta đạt 130 chị nha. Chia sẻ nhiều lên các chị ơi, chia sẻ vô các nhóm đó các chị ạ. Khi các chị chia sẻ như vậy á, rồi các chị trong nhóm nó thấy mình mới vào đây cùng nhau xem. Lượt xem đủ mình được mua mẫu đầm này với giá 269.000 đồng nha. Đủ size cho chị từ 40kg đến 67kg luôn. 269.000 đồng thôi, em nói thiệt luôn các chị ạ. Em đi mua cái áo sơ mi đã là 350.000 đồng rồi đó, em còn tiếc đứt ruột luôn đó các chị ha. Đó dù là cái áo chắc tải nó đẹp đến cái nào cũng tiếc đứt ruột luôn. Mà hôm nay một cái đầm dạ hội lộng lẫy như thế này, đẹp như thế này luôn các chị ạ. Bán có 269.000 đồng mà em nói thiệt. Em mà bây giờ không để cho em xin nghỉ việc để em đi ra em ngồi đó em mua đồ với mấy chị luôn hả? Em ngồi em chia sẻ khí thế để mấy chị cùng nhau xem để em mua được cái đầm này với giá 269.000 đồng mà các chị ơi. Rồi chị nói hết nhanh tay comment nha. Tại em làm nhân viên em có được mua giá sale các chị ơi. Là nhân viên đâu có được mua giá mà giới thiệu sản phẩm này cho mấy chị đâu. Đó, giá chơi mini game không có được mua, tụi em phải mua với giá bình thường đó các chị ạ. Chừng nào có chương trình khuyến mãi thì em mới được mua giá khuyến mãi nha. Nói các chị tranh thủ giờ, tranh thủ đi các chị ơi. Em nói thiệt luôn, nãy giờ chưa có chị nào mua được mẫu này em tức lắm luôn các chị ạ. Rồi 112 chị nha, nhanh tay lên các chị ơi, chia sẻ càng nhiều ưu đãi càng nhiều nha. Chị tại Diễm Thúy 67kg, vòng 195 vừa
Vừa luôn chị ơi, mấy mẫu sản phẩm năm sức cho em có đủ size cho chị từ 40kg sách 7kg nha. Các chị thích mẫu nào cứ việc để lại comment giúp em mã số sản phẩm và số điện thoại nè. Và nhớ chia sẻ các chị ơi, chia sẻ càng nhiều nhận ưu đãi càng nhiều thôi ạ. Rồi chị Nguyễn Hồng đẹp quá, cái nào cũng mua đúng không ạ? Rồi chị mua một cái trước đi chị ơi, rồi từ từ mình mua thêm nhiều cái nữa ha. Cái mẫu đồng này còn đợi chị lâu lắm chị ạ. Rồi chị nào thích mẫu nào comment với chị ơi, hôm nay 10 mẫu đầm mới về luôn. Em nói thiệt á, hôm nay mấy chị khách quen, chắc là chủ nhật hôm nay mấy chị khách quen shop cho em là đi chơi hết rồi các chị ạ. Chứ không là mấy chị sẽ thấy mấy chị đó đặt đồ rầm rộ luôn á. Mấy chị đó mà thấy là hôm nay tụi em giới thiệu 10 mẫu mới là chắc mỗi chị ít nhất phải là 5 cái đầm á các chị ạ. Nói các chị tranh thủ nhanh tay lên nha. Rồi em nói thiệt đầm này em bắt mí luôn các chị ạ, đầm này mới về nên bán giá là có 370 các chị ạ. Sau này sau khi cái chương trình giới thiệu sản phẩm này bán ít nhất cũng phải là 450 một cái cho chị nha. Em nói thiệt ít nhất phải là 450 á. Rồi, em chào chị Nhi Phạm nha. Rồi chị nào thích mẫu sản phẩm nào để comment giúp em nha. Đầm em nó mặc là DA158 các chị ha. DA158 đầm mới, 1 trong 10 mẫu đầm mới về. DA158 bán với giá 370.000 đồng, đủ size 40-67kg các chị nha. Rồi các chị ơi, đây là một cái mẫu đầm mà cũng cùng với cái đợt vừa rồi mẫu cúc mặt ha. Đây mẫu đầm mới này là DA159 nè, nãy em có mặc cho mình rồi. Bây giờ mình em cho mình xem lại một lần nữa ha. DA159 nè ha. Đó, các chị mình cái hoa xinh chưa? Đó, chất liệu von cát hai lớp mềm mại luôn các chị ạ. DA159 ha, thì giá gốc của nó là 600.000 và đang để lại giá cho các chị sale cực kỳ sốc luôn khi mình đặt trực tiếp trên bài livestream này và có chia sẻ bài viết. Chị được mua với giá có 370.000 thôi các chị ạ. Chỉ có 370.000 thôi. DA159 ha. Đó. Tiếp theo nữa đây, em có một mẫu đầm này nữa. Đây là DA154, đó. Cùng đợt luôn, hoa lá xinh lung linh. Mẫu này đợt này chúng em về những mẫu đầm toàn hoa lá không các chị ơi. Nhìn là thấy yêu đời liền ha. DA154 thì cái mẫu này cũng giá gốc là 600.000 và em sẽ để lại giá sale cho các chị chỉ có 370 thôi. 370 thôi các chị cho một cái mẫu đầm này. Áp dụng cho chị nào có chia sẻ bài viết ha. Mình sẽ được mua cái mẫu đầm này DA154 chỉ có giá là 370.000 thôi thay vì giá 600.000 ha. Rồi các chị ơi, mình nhớ mã số chứ mình chưa nhớ, mình có thể chụp màn hình lại nha. Đây là DA159 còn đây là DA154 ha. Còn em đang mặc trên người đây là DA50. DA50 chất liệu la dông kim sa co giãn rất tốt ha. Họa tiết in 3D ha, rất sống động và rõ nét luôn nè. Em quay đằng sau cho mình xem ha. Mẫu này là mẫu form sung nhưng mình mặc form body đều được. Thì các chị ha, chị nào mình có dáng đẹp, mình muốn khoe dáng mình chọn ôm body. Chị nào mình muốn che bụng thì mình nhớ nói với tư vấn viên anh em chọn cho mình cái form sung sung xíu ha, để mình che được bụng của mình. Rồi, DA50 thì cành tay của nó có phần đắp chéo tay cho mình nè à. Có phần đắp chéo tay ha. Rồi, DA50 sale từ 450 còn 299.000. Ngoài ra em còn có mẫu DA51. DA51 là tay lỡ ha, họa tiết là in hình chim và hoa là in 3D, chất liệu la dông kim sa ha. Đó cũng 450.000, sale còn có 299.000 thôi. Chị nào đặt hàng mẫu này cứ comment để lại cho em nha. DA51 là tay lỡ, DA50 là tay ngắn ha, đủ size hết, sale từ 450 còn 299.000. Các chị nào mình từ 40kg đến 67kg là vừa hết nha. Nó cũng có sẽ tài một bên cho mình luôn, chất liệu la dông kim sa rất là sang luôn ha. Đó. Rồi chị nào ở mẫu này cứ comment cho em nha, mã số sản phẩm cộng số điện thoại. Rồi cảm ơn các chị đã theo dõi bài livestream của chúng em nha. Rồi chị Nguyễn Oanh ơi, mình để lại số điện thoại cho em đi à, để em đổi mẫu cho mình chị nha. Cảm ơn các chị đã theo dõi bài livestream của chúng em và hẹn các chị vào bài livestream tiếp theo nha. Và đừng quên chia sẻ bài viết ạ. Và các chị ơi, điều kiện, các chị lưu ý giúp em điều kiện để mình được săn những cái mẫu đầu sale, đó là mình chia sẻ bài viết. Thứ hai đó là mình còn được là khi mình chia sẻ bài viết mình còn được free ship và mình được tặng 2 đô may mắn nữa các chị ạ. Đó, rất là nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mình có chia sẻ bài viết ha. Bắt buộc là mình phải chia sẻ trên tường cá nhân, thứ hai là vào các nhóm bất kỳ ạ. Rồi, cảm ơn các chị theo dõi bài livestream của chúng em ngày hôm nay. Và bây giờ hẹn các chị vào ngày mai, chúng em sẽ tiếp tục giới thiệu sản phẩm nữa các chị nha. Rồi hôm nay chúng em live sớm nghỉ sớm cả nhà ơi. Chào tạm biệt cả nhà nha.